Tôi dành tặng những chuyến du lịch miễn phí đến các nước như là Hồng Kông năm 2018, trải nghiệm đến ba nước Malaysia, Singapore, Thái Lan bằng tàu 5 sao năm 2019, Thượng Hải năm 2020. Vâng, khách mời của chúng ta có những thành tích rất là tuyệt vời phải không ạ? Và xin chào chị Hương, có thể là kết nối với chương trình của chúng tôi ngay lúc này được không ạ? Vâng ạ, chị Hương có thể là bật mic để kết nối với chương trình của chúng tôi ạ. Dạ vâng, em Lai Hương xin chào anh Bằng, em Kiều và tất cả anh chị em tư vấn tài chính xuất sắc miền Trung ạ. Vâng ạ, miền Trung xin chào chị Lai Hương. Vâng. Lời đầu tiên, Lai Hương trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc miền Trung, đặc biệt là chị Công Huyền Tôn Nữ Bích Thủy đã tin tưởng và tạo điều kiện cho em được gặp gỡ và chia sẻ câu chuyện hành trình khởi nghiệp của Lan Hương đến với toàn thể anh chị em tư vấn tài chính xuất sắc miền Trung nhà mình. Em kính chúc Ban Giám đốc cùng toàn thể anh chị em Đai Chi luôn mạnh khỏe, bình an, vượt qua đại dịch và hoàn thành mục tiêu tháng 9 cũng như năm 2021 một cách xuất sắc nhất ạ. Vâng, lời đầu tiên thì xin được cảm ơn chị Lan Hương đã nhận lời mời đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và chị Hương có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là quá trình chị khởi nghiệp như thế nào cho khán thính giả cùng biết không ạ? Cảm ơn Kiều ha. Chị Lan Hương có thể là chia sẻ được phép chia sẻ cái câu chuyện của mình thì thông qua cái câu chuyện của bạn sinh viên đó thì Lan Hương thấy rằng đó là một câu chuyện rất là thú vị, và thông qua câu hỏi của bạn sinh viên á thì Lan Hương thấy rằng là bạn sinh viên này á biết đặt mục tiêu rất là rõ ràng. Ra trường á đi làm khởi điểm phải là 2.000 đồng. Nhờ có mục tiêu rõ ràng như vậy á thì chắc có một điều á bạn sẽ xây dựng được con đường đi cụ thể của mình, đó là bạn cần phải làm gì và bạn cần làm điều đó như thế nào. Liên hệ lại với cái bản thân mình cách đây 20 năm á, thì lúc đó Lê Hương vào đại học thì Lê Hương đã đặt cái mục tiêu của mình, đó là lương khởi điểm như anh Bằng có chia sẻ đó. Thời điểm đó em cũng cách đây 20 năm thì thời điểm đó lương mà 200 đô đó là một điều rất là đáng mơ ước của tất cả các bạn sinh viên mới ra trường, và em cũng giống như vậy đó ạ. Và khi mà Lê Hương đặt mục tiêu như vậy thì mình suy nghĩ tiếp theo nữa là vậy là công ty nào để mình có thể có được mức lương đó. Ngành nghề của mình tốt nghiệp là bằng kế toán kiểm toán, vậy thì công ty kiểm toán dành trong nước có đảm bảo được mức lương này cho mình hay không, thì câu hỏi đó là không, đúng không ạ? Do đó Lan Hương sẽ suy nghĩ tới mục tiêu hướng tới nữa là phải là công ty nước ngoài, bởi vì trong mắt của một bạn sinh viên á, là con gái nữa, lại mình rất là thích một môi trường chuyên nghiệp nè, được mặc đồ đẹp nè, lương lại cao nữa, và lúc đó là nhìn mình rất là sang trọng, Lan Hương rất là thích. Và điều đặc biệt nữa là mình khẳng định được cái bản thân mình, và mình cũng cảm thấy là mình rất là tự hào đối với gia đình mình cũng như là những cái bạn bè trang lứa, đúng không em? Đó, vậy thì lúc đó khi mà có mục tiêu rõ ràng rồi á thì cuối năm đại học thì Lan Hương có dự thi vào một cái trường và một cái công ty. Và hôm nay thì em cũng nghe anh Bằng chia sẻ, em cũng rất là bất ngờ khi nghe anh chia sẻ là con trai anh cũng thi vào công ty kiểm toán, thì Lan Hương cũng chọn cái công ty kiểm toán này, và đó là công ty PricewaterhouseCoopers, đó là một trong bốn công ty hàng đầu về kiểm toán của thế giới và đặt trụ sở tại Việt Nam mình đó. Sau đó thì niềm vui của Lan Hương thì Lan Hương cũng nghĩ rằng là sẽ chia sẻ với gia đình, bởi vì trước khi mà thi á mình cũng ngại lắm, lỡ mình không không đạt á thì đôi khi mình cũng ngại. Sau đó thì Lan Hương đậu xong thì Lan Hương mới khoe sau khi mà vượt qua ba vòng thi ạ. Nhưng mà thay vào đó là cái sự vui mừng của gia đình, nhưng mà mẹ Lan Hương cũng vui. Tuy nhiên mẹ Hương nói là mẹ họ không có muốn con làm ở xa, tại thứ nhất á, là gia đình mình á, đều ở Bà Rịa, và tất cả anh chị em nhà Lan Hương đông lắm, nhưng mà không có anh chị em nào ở xa hết á, toàn ở Bà Rịa thôi. Cái thứ hai nữa là giống như anh Bằng á, ở vị trí một người cha một người mẹ á, thì mình rất là xót con mình nếu như mình biết rằng là cái môi trường đó nó cực kỳ khắc nghiệt, tốn rất nhiều thời gian và công sức, mà mình là con gái nữa. Do đó là mẹ Lan Hương nghĩ rằng thôi, tôi nói con gái thì một cái công việc nào đó nó vừa vừa phải thôi, là nó đảm bảo được mặt sức khỏe đó. Thì mẹ Lan Hương khuyên nên đi về tại làm việc tại tỉnh nhà. Thì lúc đó gia đình Hương cũng có rất nhiều anh chị em làm tại Agribank, do đó thì Lan Hương cũng quyết định thi vào Agribank. Thì đợt đó thì Lan Hương thi á, Lan Hương cũng đạt được cái điểm cao nhất ở trong kỳ thi đó. Và sau đó thì Lan Hương được chọn vào phòng dịch vụ khách hàng
Còn dịch vụ khách hàng thì theo Kiều biết là chủ yếu nhiệm vụ gì em ha? Em thấy rằng là có một cái chủ đề rất là hot này là chủ đề sake đúng không chị? Đó là chị điều chị muốn đang muốn nhắc mọi người đó, đó là karaoke nha. Bộ phận của Lan Hương làm tiếp xúc với khách hàng, tư vấn rồi nghe điện thoại và in sao kê cho các doanh nghiệp cũng như là các khách hàng lớn có phát sinh nhiều. Và khi mà Lan Hương vào Aribank thì Lan Hương cũng đặt đặt cái mục tiêu cho mình ít nhất là phải 5 năm, nhiều nhất phải 5 năm là mình phải có một cái vị trí cao hơn đó, con đường thăng tiến của mình. Còn nếu như 5 năm mà không có đạt được đó, thì mình cho tiếp một cơ hội lần thứ hai là 5 năm nữa, và tiếp tục nữa nếu mà 5 năm vẫn không có thay đổi gì hết thì mình sẽ dừng lại. Đó là chị Lan Hương chia sẻ câu chuyện của mình là như thế. Cảm ơn em Kiều. Dạ vâng ạ. Thì như em được biết rằng là hiện nay á, thì rất là nhiều bạn mơ ước sau khi tốt nghiệp ra trường thì được làm trong một cái môi trường chuyên nghiệp nè, có hình ảnh được mọi người tôn trọng, gia đình ủng hộ, và đặc biệt là gia đình chị Hương, như chị Hương chia sẻ thì đều làm ở ngân hàng hết. Vậy thì em cũng tò mò là vậy thì lý do vì sao chị lại từ bỏ một công việc mà được nhiều người mơ ước như vậy không ạ? Một câu hỏi rất là hay, và chị Hương là thường xuyên gặp câu hỏi này trong suốt quá trình mà chị Hương bắt đầu và đến bây giờ trong khi 4 năm mà Lan Hương làm tại Đa Chi. Như chị Hương có chia sẻ đó, là cuộc sống của chị Lan Hương là hay đặt mục tiêu lắm. Ngay từ nhỏ Lan Hương đã đặt mục tiêu, và khi mà vào Adiban rồi thì Lan Hương cũng đặt mục tiêu như mình mới vừa chia sẻ. Và khi mà mình làm thì niềm vui cũng có, nhưng mà có những cái sau này là mình thấy nó không có được như ý của mình. Hồi trước á, chị Hương làm á, thì giả sử cái thu nhập của mình nó tầm 10 triệu đi, tầm 10 triệu, nhưng mà chị Hương làm hết việc là xong. Tại ngân hàng thì họ có một cái đầu công việc thì mình là hoàn thành xong là mình sẽ nhận được mức lương đó. Tuy nhiên sau này á, khoảng năm 2010 trở đi á, thì cái hệ thống ngân hàng họ phát triển rất là mạnh, do đó cạnh tranh ngày càng nhiều, thì cái áp lực về chỉ tiêu doanh số nó lại phát sinh. Thì lúc đó ngoài cái nhiệm vụ của mình á, công việc hàng ngày á, thì Lan Hương lại có thêm những cái chỉ tiêu, ví dụ như huy động vốn, phát hành thẻ và dịch vụ. Tuy nhiên á, nếu như mà mình hiểu một cái logic á, thì nếu như mình thêm việc thì mình phải thêm lương đúng không ạ? Đúng không em? Đó. Dạ Nhưng đúng mà rồi. đã đưa vào chỉ tiêu á, thì có nghĩa là thay vì 10 triệu Lan Hương được hưởng, nhưng mà bây giờ phải gắn thêm những chỉ tiêu đó, nghĩa là bây giờ mình phải đủ các chỉ tiêu đó thì mới được 10 triệu. Còn nếu như mà mình không có đạt, giả sử đạt có 90% thôi, thì chắc chắn lương mình sẽ ít hơn cái thời điểm hồi trước đó. Chị Lan Hương thấy đó là điều đó là thu nhập nó chưa tương xứng với công sức, tại vì càng ngày càng cạnh tranh, do đó là công việc nó lại càng nhiều, và cái thời gian mà mình làm việc tại ngân hàng nó lại dài hơn ngày trước nữa. Ngày trước là 5 giờ có thể về rồi, nhưng bây giờ có thể là 7 giờ, 8 giờ, hôm nào mà Lan Hương làm thêm bộ phận chi lương cho doanh nghiệp nữa, nên là có thể 9 giờ, thậm chí là đến cuối năm 31 tháng 12 mình phải thức tới 12 giờ đêm luôn để mình có thể in được cái sao kê đầy đủ nhất cho khách hàng đó em. Rồi tiếp nữa là thời gian làm việc ngày càng nhiều như vậy mà lúc đó Lan Hương lại có hai con nhỏ, nên là khi về nhà mình cảm thấy rất là mệt mỏi, chẳng làm được gì cả. Và tiếp theo nữa là mình cứ suy nghĩ cái vậy mình cứ cố gắng như vậy đến khi nào, vậy cái lộ trình của mình đi ra sao, chị Hương thấy nó không có rõ ràng một cái bước gì hết á. Bây giờ chị Hương muốn lên cao hơn đi, chị Hương muốn lên vị trí phó phòng thì chị Hương cũng không biết đi đường nào, và chị Hương phải phấn đấu và học hành như thế nào để có thể được cái vị trí đó. Đó là những cái điều mà chị chia sẻ khi mà chị làm việc tại Aribank, và chị cảm thấy lúc đó là chị đang bị bế tắc. Cảm ơn em Kiều. Dạ, cảm ơn chị Hương với phần chia sẻ rất là chân thành từ chị. Thì như em cũng đã từng nói trước đó, đó là khi mình lựa chọn một cái công việc mà giống như mình mong muốn đó, thì đôi khi mình phải chấp nhận hy sinh. Thế thì với một công việc mà trước đó đã vậy thì công việc trước đó mà chị Hương chia sẻ đó là chị đã hy sinh rất là nhiều về thời gian để dành cho gia đình nè, và chị không nhìn thấy được cái lộ trình thăng tiến, và bên cạnh đó nữa là công việc, khối lượng công việc thì ngày càng càng tăng lên nhưng mà thu nhập này lại nó không có tỷ lệ thuận với điều đó. Vậy thì lý do chị quyết định là thay đổi đó chính là những cái lý do mà chị quyết định thay đổi công việc của mình phải không ạ? Đúng rồi em, chị khi mà chị không cảm thấy bế tắc chị sẽ quyết định chị dừng lại và chị có một thời gian để chị suy nghĩ coi là cái con đường đi tiếp theo của mình là như thế nào và cách làm mình như thế nào để cái sự nghiệp của mình nó được phát triển hơn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thì qua những gì mà chị và anh Bằng chia sẻ thì em thấy được rằng là chúng ta rất muốn tìm kiếm một cái công việc có thể đáp ứng được tất cả những điều chúng ta mong muốn, như là thu nhập cao, công việc nó không bị áp lực, không gò bó về thời gian, có thể cân bằng được cuộc sống gia đình và có thể đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống.
Thế thì em nghĩ rằng là có một cái công việc nào mà có thể đáp ứng được tất cả những điều đó thì không biết là anh Bằng thì như thế nào ạ? Có chứ em. Đây chính là cái điều mà anh muốn nói tới trong ngày hôm nay đấy. Dạ. Như em nói hồi đầu á, tức là bạn sinh viên đó hoặc bất cứ một bạn nào có thể thành công với rất nhiều sự lựa chọn khác, vì có rất nhiều những ngành nghề trong cuộc sống có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó, hoặc là cái nhu cầu về thu nhập cao đó của bạn. Và ngày hôm nay có một cơ hội ngay trong tầm tay mà anh rất muốn là nhiều người sẽ nắm bắt nó. Dạ vâng ạ. Thế thì chị Hương thì sao ạ? Chị cũng đồng ý với quan điểm của anh Bằng đó. Chính vì có công việc như thế nên là ngày hôm nay chị mới đến với anh chị miền Trung để chị chia sẻ cái câu chuyện này nè. Vậy thì anh có phải anh chị đang muốn nói tới đó là cơ hội để trở thành tư vấn bảo hiểm của Dai-chi Life phải không ạ? Chính Chính xác xác em. em ạ. Dạ. Nhưng mà em có một điều mà được nghe một số người và em tin rằng là cái điều này cũng khiến cho một số bạn cũng băn khoăn khi mà nghĩ tới việc tham gia tư vấn bảo hiểm ạ. Thế thì đâu đó thì cũng có người nói rằng bảo hiểm là lừa đảo. Thế thì theo anh Bằng thì anh có thể là giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Ok, một câu hỏi, một băn khoăn rất là phổ biến của khách hàng cũng như là của nhiều tư vấn tài chính. Để trả lời cho câu hỏi này một cách đầy đủ thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên với cái thời lượng ngày hôm nay thì anh sẽ cố gắng giải thích rất là ngắn gọn như thế này để Kiều cũng như các bạn tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ nhé. Ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung ấy, thì ra đời cách đây khoảng hơn 300 năm rồi, bắt đầu từ bảo hiểm hàng hải và sau đó là bảo hiểm nhân thọ. Ở các nước phát triển như là châu Âu này, Mỹ này, Úc này, Nhật Bản này. Và em sẽ thấy rằng là ở các nước phát triển đó và với một cái lịch sử hình thành và phát triển là 300 năm thì nó sẽ không có câu hỏi này. Câu hỏi nó sẽ là tôi lựa chọn cái tập đoàn nào để tôi tham gia và cái giải pháp tài chính của tôi sẽ là như thế nào. Không có câu hỏi này. Vậy thì quay trở lại là ở tại Việt Nam thì Kiều biết là bảo hiểm nhân thọ hình thành và phát triển trong bao nhiêu năm được không? 20 năm Theo đúng không? chị được biết là khoảng tầm gần 20 năm đúng không ạ? Hơn 20 năm, bắt đầu từ năm 1999, 22 năm rồi. Thì 22 năm đó là một khoảng thời gian cũng dài đấy. Tuy nhiên thì 22 năm đó so với lịch sử hình thành và phát triển trên thế giới thì 300 năm thì Kiều thấy nó còn rất là ngắn. Và chính vì mới xuất hiện và hình thành như vậy cho nên thì tại Việt Nam thì cần rất nhiều thêm những cái thời gian để mọi người dân làm quen với nó, tìm hiểu nó và sau đó mới tiến tới cái sự tin tưởng dành cho họ. Cho nên cái điều băn khoăn đó là chuyện rất là bình thường. Dạ vâng, em cũng hoàn toàn đồng ý với anh là đối với cái điều gì đó mới mẻ thì cần thêm rất là nhiều thời gian, công sức và còn có thể là cái cơ hội để cả hai bên có thể tin tưởng lẫn nhau phải không ạ? Dạ vâng, quay trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì chị Hương cho em hỏi là lúc lúc mới bắt đầu tìm hiểu về công việc này đó thì chị có cảm nhận như thế nào về bảo hiểm nhân thọ ạ? Chị cảm ơn câu hỏi của Kiều nha. Cảm nhận của chị á về bảo hiểm nhân thọ nó bắt đầu bốn chữ và nghe cái câu là bảo hiểm nhân thọ từ rất là sớm. Đó là cháu của chị Hương á, là bằng tuổi của chị, nó được bố của cháu chị á, bố của nó đó mua cho một cái hợp đồng bảo hiểm. Thì trong ký ức của một đứa trẻ 6 tuổi chị chưa có hiểu bảo hiểm nhân thọ là gì hết. Mà chị chỉ biết đó, đó là một cái cuốn sổ tiết kiệm mà bố mẹ dành tặng cho con khi mà con vào đại học. Và khi đó chị Hương không có, ổng được ai mua cho hết á, nên là bản thân mình lại cảm thấy rất là tủi thân. Do đó động lại trong ký ức của chị á, bảo hiểm nhân thọ là một điều gì đó rất là tốt đẹp. Chị may mắn là có điều đó. Và tiếp theo nữa khi mà chị vào đại học á, thì chị lại được học môn bảo hiểm nữa. Do đó chị lại hiểu rõ hơn và từ đó chị lại có niềm tin nhiều hơn. Rồi sau đó khi mà chị vào Aribank á, thì Aribank cũng đào tạo cái nghiệp vụ bảo hiểm. Và hiện nay như Kiều thấy đó, tất cả các ngân hàng luôn đều làm bảo hiểm nhân thọ. Đó, thì chị thấy đó là những cái điều mà chị cảm nhận về bảo hiểm nhân thọ mà chị muốn chia sẻ với Kiều cũng như anh Bằng cũng như tất cả các anh chị em. Dạ, vậy thì khi chị bắt đầu việc thì chị sẽ tập trung vào đối tượng khách hàng nào ạ? Và khi mà chị bắt đầu với công việc đó thì chị xác định đó cái nào dễ thì chị làm trước đó. Vậy thì em Kiều cho chị hỏi nè, là giữa người lạ và người quen á, thì em sẽ thích nói chuyện với ai nhiều hơn? Ừ, đương nhiên là người quen rồi chị ạ.
Rồi vậy là giữa người quen á và là người thân á thì á em có niềm tin vào ai nhiều hơn? Lúc này thì đương nhiên lại là người thân rồi chị. Tại sao em nhỉ? Tại sao em nhỉ? À, em nghĩ rằng là đối với người quen và người thân thì em dễ dàng mở lòng với họ hơn và dễ và dàng có thể là nói chuyện với họ hơn ạ. Đúng rồi, chị Hương cũng suy nghĩ giống như Kiều vậy đó. Vậy thì khi mà em có một điều gì tốt đẹp á, muốn dành cho người thân á, thì ai là người em sẽ nghĩ đến đầu tiên? Đó là người thân ở xa hay là cái người á, những người thân ở sống ngay bên cạnh em? Em sẽ đương nhiên là những người mà kề cạnh em rồi chị ạ. Đúng không nè? Vậy thì á, chị có nghe các bạn tư vấn tâm sự á, là các bạn á, rất là ngại khi mở lời với những người thân của mình. Điều này nghe cũng không được hợp lý lắm đúng không? Tại đối với chị Hương là người thân của mình á, là những người mình có thể chia sẻ rất là nhiều điều, thậm chí là những cái gì mà mình không nói được với ai mình cũng nói với người thân đúng không? Thì á, tại sao lại có những cái suy nghĩ là ngại như thế? Thì mình muốn hỏi câu hỏi rằng là khi mình đi nói chuyện với người thân của mình á, thì mình đã mang tâm thế như thế nào về bảo hiểm nhân thọ? Mình mang tâm thế là bán hàng hay là mình mang một cái tâm thế là mang giá trị tốt đẹp đi giúp đỡ người khác? Khi mà mình mang được cái giá trị, cái tâm thế này, mang cái điều tốt đẹp đi giúp đỡ người khác á, là nhờ chị Hương có cái niềm tin. Đó là niềm tin về Dai Chi, có niềm tin về sản phẩm của công ty mình. Đó là niềm tin về bản thân. Niềm tin về bản thân tại vì mình á, đã học rất là nghiêm túc, sâu sắc về bảo hiểm. Do đó chắc chắn là những cái giải pháp của mình thiết kế cho những người thân của mình đó, đó là những giải pháp phù hợp với chính bản thân họ. Mỗi người có một cái quyết định tham gia mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nó không hoàn toàn giống nhau, mà mỗi người có một cái suy nghĩ khác và một cái mục tiêu xa hơn trong tương lai. Do đó mình lắng nghe khách hàng, đồng cảm với họ và thấu hiểu để mình chọn ra được giải pháp phù hợp nhất, chứ không có một cái giải pháp nào là tốt hơn hoặc là giải pháp nào là không tốt hơn. Do đó, và sau đó chị Hương suy nghĩ rằng là nếu như mà người thân của mình hoặc những người quen của mình đó khi gặp vấn đề đó cần được hỗ trợ về mặt bồi thường đó, thì mình sẽ đứng ra mình giải quyết được hay không đó. Và những cái điều chị Hương đặt như vậy, chị Hương nghĩ là bản thân mình có thể làm được. Đó là niềm tin thứ ba, đó là niềm tin vào bản thân mình. Đó là chị mang tâm thế đó đi chia sẻ cho khách hàng, do đó chị chia sẻ cảm thấy rất là thoải mái, chị không còn ngại nữa. Còn nếu mà vẫn tiếp tục ngại thì như thế nào? À, vậy thì mình vẫn còn ngại và mình giả sử các bạn không có ngại và có những khách hàng rồi á, thì mình muốn được nhiều người biết đến hơn nữa, thì mình sẽ có thể là giới thiệu nghề nghiệp của mình qua một cách gián tiếp. Thì em Kiều có thể đoán ở đây á, cách gián tiếp đó là cách nào không em? Nhờ người quen giới thiệu hay như thế nào chị ha? Gián tiếp đó đúng như em Kiều nói là mình tham gia cho những người quen người thân trước, sau đó chính những người đó người ta thấy cái dịch vụ tốt của mình á, chăm sóc khách hàng tốt, thậm chí là được nhận tiền bồi thường. Như bản thân khách hàng của Lan Hương mặc dù có 4 năm thôi nhưng mà Lan Hương đã hỗ trợ cho khoảng 40 trường hợp khách hàng nhận quyền lợi về chăm sóc sức khỏe. Thì do đó những khách hàng đó cũng là những người mà chia sẻ cho chị tiếp theo đó. Rồi em có thể dùng công nghệ nè, bây giờ công nghệ rất là hiện đại đúng không, thì Lan Hương sẽ xây dựng qua kênh Facebook. Và bản thân của mình á, thì mình đã xây dựng cái kênh Facebook ngay từ cái thời điểm mình đã bắt đầu làm tại Dai Chi. Và chị Hương thấy đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tại vì á, thông qua cái kênh Facebook đó, mình có thể là chuyển tải những cái thông điệp mà mình không có điều kiện gặp trực tiếp để mình nói. Đó. Và những cái hình ảnh đó phải rất là thật nha. Ví dụ như mình đi tư vấn khách hàng, thì mình xin hình ảnh, tất cả mọi cái mình phải xin phép khách hàng nha, chứ không được tự ý chụp rồi mình đưa lên. Thì á, mình chụp hình ảnh, rồi sau đó mình đi ra hợp đồng, mình có thể chụp thành đó, rồi mình đi tặng quà sinh nhật hoặc là những cái dịp Tết cuối năm đó. Nếu mà các anh chị miền Trung có muốn là Lan Hương chia sẻ về chủ đề xây dựng thương hiệu của cá nhân của mình qua kênh Facebook, thì hẹn một dịp nào đó thì Lan Hương sẽ quay lại với miền Trung mình nha. Ok, cảm ơn Lan Hương chứ. Dạ vâng, hy vọng là anh em miền Trung sẽ có dịp một lần nữa để chào đón chị Lan Hương quay trở lại ạ. Như vậy thì qua những gì mà anh chị vừa chia sẻ thì em thấy được rằng là đối với bản thân em cũng như là các anh chị tư vấn tài chính mới thì đã biết mình là nên bắt đầu từ đâu và sẽ dễ dàng và sẽ thuận lợi hơn rồi. Mà trong chia sẻ của chị Hương thì em lại phát hiện thêm một điều nữa, đó là đâu đó ngoài kia còn có người hoài nghi về bảo hiểm, thì ở các trường đại học họ đã có một môn đào tạo chuyên về ngành bảo hiểm. Thế thì bảo hiểm phải mang lại giá trị cho người dân như thế nào thì mới được đưa vào cái ngành giáo dục như vậy, phải không ạ? Và bên cạnh đó, như chị Hương có chia sẻ là hiện nay thì rất nhiều ngân hàng họ đã liên kết với các doanh nghiệp bảo hiểm để phân phối các sản phẩm bảo hiểm này.
Vậy thì anh Bằng ơi, với tư cách là một chuyên gia trong ngành bảo hiểm thì anh có thể định nghĩa một cách ngắn gọn nhất bảo hiểm là gì mà được đưa vào lĩnh vực giáo dục? Các ngân hàng thì ngày càng liên kết nhiều với công ty bảo hiểm để phát triển. Mới chia sẻ với chúng ta được không ạ? Xin mời anh. Cảm ơn câu hỏi của Kiều. Thì để giải đáp câu hỏi này thì rất ngắn gọn thôi. Bảo hiểm nhân thọ được hoạt động dựa trên một nguyên lý, một nguyên tắc nhân văn bậc nhất trên thế giới. Tại sao anh lại nói như vậy? Bởi vì khi tham gia bảo hiểm là những người tham gia sẽ tham gia về quỹ dự trữ tài chính. Và quỹ dự trữ tài chính để nhằm chia sẻ những rủi ro cho những người không may gặp phải rủi ro và dẫn đến cái thiệt hại tài chính cho cá nhân và gia đình. Ngắn gọn như thế này, em cứ hình dung là một người nào đó tham gia bảo hiểm, tham gia vào quỹ dự trữ tài chính này của công ty bảo hiểm, không may gặp rủi ro là nằm viện hay là tai nạn chẳng hạn, thì lúc đó người đó sẽ nhận được vài chục hoặc là vài trăm triệu đồng, mặc dù cái mức phí đóng hàng năm nó chỉ có khoảng vài triệu hoặc là một vài chục triệu thôi. Và trong cái tình huống mà xấu nhất xảy ra, tức là cái người đó, người trụ cột tài chính đó xảy ra rủi ro dẫn đến tử vong, và lúc đó là thành rằng cái sự mất mát về tình cảm với con người là vô cùng lớn lao và không gì có thể bù đắp nổi, nhưng mà người ra đi đã ra đi rồi, vậy thì những người còn ở lại, cha mẹ, vợ con, gia đình của người đó nhận được cái số tiền bảo hiểm, nhận được cái mệnh giá bảo hiểm cả tỷ đồng hoặc là nhiều tỷ đồng, thì Kiều thấy điều đó nó có ý nghĩa như thế nào? Đó chính là nhân văn của bảo hiểm đó. Dạ vâng ạ, rất là ý nghĩa đúng không anh? Và em tin rằng là trong những cái thời khắc mà quan trọng nhất hay là khó khăn nhất thì những cái người mà nhận được sự giúp đỡ này họ sẽ rất là cảm kích đấy ạ. Và theo em được biết thì bảo hiểm là một sản phẩm vô hình và khách hàng họ chỉ cảm nhận được khi mà họ được mắt thấy tai nghe mà thôi. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ? Đúng rồi đấy, Kiều. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nó có đặc thù. Thứ nhất, nó là một cái sản phẩm mà có cái chu trình sản xuất ngược, tức là nó không phải giống như các hàng hóa khác là có hàng hóa rồi có sản phẩm rồi thì sẽ phân phối đến cho khách hàng, mà cái sản phẩm này nó phụ thuộc việc là cái nhu cầu khách hàng, sau đó người tư vấn tài chính sẽ thiết kế một sản phẩm giải pháp cho phù hợp. Và cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ này sẽ là một sản phẩm vô hình, không giống như các hàng hóa khác, tức là mình không thể nào mình nhìn thấy, mình không thể nào cầm nắm nó như các cái hàng hóa khác được. Vậy thì khách hàng sẽ cảm nhận nó như thế nào để tin tưởng nó như thế nào? Họ chỉ cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất khi mà có những trường hợp sau xảy ra. Cái thứ nhất đó là khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm thì 10, 15, 20 năm hoặc thậm chí hơn thế nữa, tức là họ sẽ nhận được một cái giá trị đáo hạn, đó một khoản tiền lớn đó, sau 10, 15, 20 năm, một khoảng thời gian khá dài đúng không? Và họ có thể nhận được trong những cái trường hợp tiếp theo là trong trường hợp gặp rủi ro, bệnh tật, tai nạn hoặc là thậm chí là mất sớm. Và chính vì vậy mà đây là một cái trở ngại vô cùng khiến khách hàng chưa thể tin tưởng vào bảo hiểm nhân thọ ngay lúc đầu tiên khi tham gia. Các sản phẩm khác thì có thể là thấy rồi sẽ tin, nhưng mà bảo hiểm nhân thọ thì anh thấy nhiều người nói là cứ tin đi rồi mới thấy. Và anh khẳng định lại là cái thông tin đầu anh có chia sẻ, 300 năm sẽ là một khoảng thời gian đủ dài để tạo cái niềm tin cho các khách hàng, cho người dân ở các nước tiên tiến trên thế giới. Và ở Việt Nam chúng ta mới có hơn 20 năm thôi, cái khoảng thời gian nó chưa đủ lớn cho nên chưa thể tạo được cái niềm tin nhiều ở về phía khách hàng. Và tuy nhiên thì Kiều cũng có thể thấy được rằng là gần đây cái tỷ lệ khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ đã tăng lên rất là nhiều, và đặc biệt trong cái bối cảnh đại dịch Covid đang diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay, mỗi ngày có cả hàng chục ngàn những ca nhiễm mới, trong số đó sẽ có những người khỏi nhưng có rất nhiều những người sẽ khả năng xảy ra những tiên lượng rất là xấu. Vậy thì khách hàng đều nhận thấy cái rủi ro thường trực quanh đây, đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid này, cho nên là khiến nhiều người sẽ cảm nhận được tốt hơn nữa về cái ý nghĩa tốt đẹp mà bảo hiểm nhân thọ có thể mang lại cho khách hàng của mình. Cái số lượng khách hàng hay là cái doanh thu gần đây nó có giảm, có đồng ý, tuy nhiên nó nằm ở vấn đề về năng lực của khách hàng, nhu cầu vẫn lên, chỉ có điều về cái năng lực tài chính của khách hàng giảm, cho nên là chúng ta thấy là khách hàng tham gia có thể chưa được nhiều lắm mà thôi. Và trong cái thời gian này
khẳng định với tất cả các bạn và anh chị em chúng ta, việc khách hàng tin tưởng với bảo hiểm nhân thọ nói chung hay là Đài Chi nói riêng là đã cái niềm tin tăng lên rất là nhiều và mong muốn tham gia rất là nhiều so với cách đây 20 năm rồi. Có lẽ rằng là qua 20 năm thì sau những gì người dân được trải nghiệm từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mang lại thì người dân đã thực sự nhận thức được rõ ràng hơn về những cái giá trị tốt đẹp của bảo hiểm. Và đặc biệt là trong cái thời điểm dịch Covid như anh vừa chia sẻ và đang nóng như hiện nay thì có lẽ là người dân đã nhận thức rõ hơn rủi ro là không thể né tránh. Vậy thì họ sẽ cần một cái giải pháp để bảo vệ tiền và tài sản giống như cái việc là tiêm vaccine, đúng không ạ? Chúng ta nên phòng hơn là nên chống. Và một cái điều nữa mà em được biết đó là trong thời gian vừa qua thì Daiichi chơi rất là lớn, đó là hỗ trợ cho 50 tỷ cho người cho khách hàng của mình không may nhiễm Covid, đúng không ạ? Và sau đó lại tiếp tục lại ra thêm là trích ra một cái ngân sách đó là 10 tỷ để tiếp tục hỗ trợ tiếp cho tháng 9 này. Dạ vâng ạ. Vậy thì em muốn hỏi anh thêm một câu hỏi nữa là vậy thì hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì có được cơ quan nhà nước nào quản lý không anh? Bởi vì hiện nay là một số người dân thì họ cũng đang lo lắng về điều này đó. Chắc là không thể nhận được là cái ý nghĩa tốt đẹp của bảo hiểm như anh vừa chia sẻ đúng không? Và chính vì cái giá trị như vậy cho nên là cách đây hơn 20 năm chính phủ và nhà nước Việt Nam đã chính thức chấp nhận cho công việc doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Và nếu như mọi người để ý kỹ hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng ngành bảo hiểm tại Việt Nam hiện tại đang hoạt động dưới một hệ thống pháp luật kinh doanh vô cùng chặt chẽ. Và đây không phải là điều ngẫu nhiên, mà bởi vì là cái vai trò của bảo hiểm trong cái nền kinh tế nói riêng cũng như là vai trò xã hội Việt Nam nói chung sẽ ngày càng lớn. Và điều này sẽ tác động rất lớn tới cái đời sống của người dân Việt Nam. Và đó chính là lý do thì một ngành nghề như ngành bảo hiểm nhân thọ chúng ta ngay từ lúc đầu hoạt động tại Việt Nam đã có ngay một bộ luật kinh doanh bảo hiểm hoàn chỉnh, và đó chính là khuôn khổ cho mọi hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Và có thể khẳng định rằng bảo hiểm là một trong số rất ít ngành kinh doanh lại nhận được sự quản lý chặt chẽ như vậy ngay từ khi bắt đầu ra đời. Và bên cạnh đó, để cho phù hợp với cái điều kiện và tình hình thay đổi thị trường nên từ lúc ra đời vào năm 2000 thì bộ luật kinh doanh bảo hiểm đã có hai lần sửa đổi bổ sung lớn. Và bên cạnh đó thì nhà nước và chính phủ cũng ban hành rất nhiều những văn bản, những cập nhật bổ sung cho phù hợp với thay đổi của kinh doanh trong từng giai đoạn. Và đến đây thì có thể thấy là tầm quan trọng của ngành bảo hiểm trong bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam. Và hơn 20 năm qua, ngành bảo hiểm nhân thọ đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và mang lại rất nhiều những lợi ích về mặt an sinh xã hội. Dạ vâng, em đã bắt đầu cảm nhận được rõ ràng hơn về giá trị bảo hiểm rồi anh ạ. Và thêm nữa đó là người dân có thể là hoàn toàn yên tâm rằng là doanh nghiệp bảo hiểm luôn được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan nhà nước, và người dân thì luôn luôn được bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cái có lẽ mà chúng ta cần quan tâm ở đây chính là sức khỏe có đảm bảo để các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận hay không, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Đó là một trong những quan trọng. Dạ vâng ạ. Chị Hương ơi, thế thì chị có từng gặp khách hàng nào cũng đang lo lắng về việc mà công ty làm ăn thua lỗ này, phá sản, bỏ về nước hay không ạ? Chị cảm ơn Kiều nha. Chị Lan Hương á, trong quá trình đi tư vấn á, gặp rất là nhiều cái băn khoăn của khách hàng. Thì trong đó cái băn khoăn là công ty bảo hiểm á, làm ăn thua lỗ phá sản, bỏ về nước á, thì tiền của tôi thấy sẽ như thế nào? Thì Lan Hương chỉ có ba cái điều thôi. Các bạn tư vấn viên mới á, mình không có cần nhớ nhiều quá. Đôi khi có những cái học á, mình chỉ cần nốt ra ba điều thôi để mình chia sẻ khách hàng. Cái thứ nhất á, là doanh nghiệp bảo hiểm á, được hoạt động và tuân thủ theo luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam. Đó là cái thứ nhất mình cần nhớ. Cái thứ hai mình cần nhớ đó là doanh nghiệp bảo hiểm nó chịu sự quản lý của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính. Và cái thứ ba nữa, kể cả trong trường hợp phá sản luôn thì á, các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng á, đều có một cái quỹ bảo vệ người được bảo hiểm đứng ra chi trả cho mình. Dĩ nhiên là nó cũng có tỷ lệ và cũng có cái điều kiện nhất định, thì mình có thể tham khảo thêm ở trên Google. Và Lê Hương chỉ thêm một cái mẹo luôn, các bạn tư vấn mới đôi khi học nhiều kiến thức quá thì không thể nào mà có thể là nạp vô một lúc được. Thì mình cứ ngồi với khách hàng, giả sử khách hàng hỏi mình câu này thì bây giờ ai cũng có điện thoại đúng không, ai cũng kết nối mạng hết á, thì mình bây giờ mình mượn cái điện thoại: chị ơi, bây giờ cái câu hỏi của chị rất là hay, vì bây giờ chị em mình cùng tìm hiểu nha. Em gõ chữ là bảo hiểm, nếu mà làm ăn thua lỗ phá sản có bỏ về nước hay không, thì
sẽ có một cái bài viết rất là đầy đủ về vấn đề này, thì anh chị em mình nó là khỏe đâu cần phải nói gì đâu, báo nói thay mình rồi đúng không em? Dạ, yeah, cảm ơn em. Mèo đấy gì đó ạ. Thế thì chị Hương có thể chia sẻ thêm là cái cách nào mà ngoài cái việc đó, ngoài cái việc mà hỏi Google ra đó, thì còn có cái cách nào để giúp cho chị có thể là vượt qua được cái lời từ chối đó không ạ? Lời từ chối là bảo hiểm bảo vệ nước hả cưng? Đây em. Dạ đúng rồi ạ. Cái đó là mình phải dựa theo luật thôi à. Cái đó mình cũng không có cần phải nói nhiều quá. Vậy thì theo chị thì trong quá trình mà mình đi tư vấn, ngoài cái việc mà mình xử lý từ chối ra thì mình còn cần thêm cái yếu tố gì nữa không? Bởi vì là nếu như mà một người tư vấn mới mà đi gặp khách hàng mà nhận được nhiều lời từ chối thì họ cũng rất là lo lắng và dễ là chùn bước ra chị. Sao chị ha? Chị có thể hỏi lại chị không? Ý của em dạ. Như vậy thì ngoài cái việc Kiều thấy là âm thanh ở chỗ nào hơi ồn à, anh chị có thể là tắt mic giúp Kiều được không ạ? Như vậy thì qua những gì mà chị Hương chia sẻ với chúng ta thì rất là ngắn gọn đúng không thưa quý vị? Quý vị chỉ cần nhớ là ba điều mà chị Hương chia sẻ mà thôi. Thế thì ngoài cái mẹo mà chị Hương chia sẻ với chúng ta đó là cái gì mà mình không biết thì mình tra Google, mình hỏi chị Google đúng không ạ? Và có một cái câu nói mà Kiều thấy cũng khá là hay của các anh chị đã chia sẻ đó là gì ạ? Chúng ta nên hạn chế cái lời từ chối hơn là chúng ta đi xử lý từ chối. Không biết là chị Phương và anh Bằng có nghe đến câu nói này chưa ạ? Dạ vâng. Thế thì để hạn chế cái lời từ chối thì chúng ta cần rất là nhiều điều. Vậy thì chúng ta nên theo chị Hương thì để mà có thể hạn chế được lời từ chối đó thì mình nên bắt đầu từ đâu ạ? Câu hỏi rất là hay á Kiều. Chị Hương cũng hay nói với mọi người như vậy. Khi mình đến tư vấn khách hàng á thì thường khách quen mình hay nói nhiều đúng không? Rồi khách hàng nói cái ý gì đó mà băn khoăn á, hoặc là nói một cái ý gì đó nó hơi tiêu cực về bảo hiểm á, là mình phản bác ý kiến của khách hàng và bắt đầu là mình nói quan điểm của mình luôn. Thì như thế thì mình thiếu sự bình tĩnh và thiếu sự lắng nghe. Thì lúc đó mình cứ để khách hàng nói đi đã, rồi sau đó mình cũng theo cái quy trình của mình đó, là lắng nghe, sau đó là mình đồng cảm với khách hàng và em cũng hiểu điều anh chị muốn nói. Và rất là nhiều khách hàng em cũng nói như vậy, thậm chí là khi mà bước vào bảo hiểm á, khi tham gia bảo hiểm em cũng có những suy nghĩ đó, nhưng mà qua quá trình tìm hiểu thì em thấy nó như thế này. Đó là mình trình bày ra, và đây có phải là điều mình phải cô lập vấn đề, đây có phải là điều mà duy nhất mà khi mình tham gia bảo hiểm á mình suy nghĩ có phải không ạ? Và nếu như mà em có thể giúp anh chị giải tỏa được cái vấn đề này á, thì anh chị cũng có sẵn sàng đón nhận một cái giải pháp tốt đẹp cho gia đình mình hay không? Đó, mình cứ theo quy trình đó, đồng cảm, mình lắng nghe, mình đồng cảm, mình cô lập vấn đề, sau đó mình mới hóa giải nha, chứ mình đừng có đi vô hóa giải luôn, sau đó mình mới đến quy trình là chốt hợp đồng. Đó, vậy thì trong quá trình mình lắng nghe nhiều á, thì em sẽ hiểu được là khách hàng đang suy nghĩ về vấn đề gì. Mỗi khách hàng có một cái sự quan tâm khác nhau. Nếu như khách hàng đó quan tâm về quyền lợi bảo hiểm thì mình cứ nhấn mạnh về quyền lợi bảo hiểm. Mình cũng không cần nói quá nhiều về cái quyền lợi đáo hạn nhận được. Thật sự người ta không có quan tâm. Còn những khách hàng nào đó mình lắng nghe, mình thấy khách hàng rất là quan tâm về vấn đề đáo hạn đầu tư thì mình sẽ hướng đến khách hàng làm dòng sản phẩm an sinh đầu tư chẳng hạn. Và mình nói nhấn mạnh về những cái tính chất của cái quỹ đó như thế nào, cách thức hoạt động ra sao để khách hàng hiểu. Đó, thì chị thấy đó, khi mà chị tư vấn đó, khi mình làm, mình nói những cái gì mà đúng vô cái insight, là cái những cái bên trong của họ suy nghĩ đó, thì cái khả năng chốt hợp đồng của mình rất là cao và đỡ tốn thời gian của mình. Nên là cái thời gian tư vấn của chị Lan Hương có thường kéo dài tối đa là maximum là 1.5 tiếng mà thôi, chứ không có nói nhiều và không có phải là dàn trải ra cái gì mình cũng nói, mà mình sẽ chọn được cái trọng điểm mà khách hàng người ta đang quan tâm. Đó, do đó là cái tỷ lệ chốt hợp đồng của chị Hương nhờ đó mà cũng nâng cao rồi đó Kiều. Cảm ơn chị Hương. Như vậy thì chị Hương chia sẻ với chúng ta thì không có điều gì nó lớn lao và không có cái gì mà nó nằm ngoài với những gì mà anh chị em tư vấn mới đã được trải qua đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ trải qua 5 bước, đó là lắng nghe, đồng cảm, cô lập, rồi giải thích, và đến bước cuối cùng đó là chốt hợp đồng. Chúng ta đừng có vội vàng mà mình đốt cháy giai đoạn quá đúng không chị? Thì nó sẽ làm cái buổi tư vấn của chúng ta nó sẽ nó không được như mà mình mong đợi đúng không ạ? Và nếu như mà ngày hôm nay không được anh chị trao đổi kỹ như thế này thì có lẽ đến rằng là em cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như một bộ phận nhỏ của người dân hiện nay. Cảm ơn anh Bằng và chị Hương rất là nhiều về những thông tin này ạ, và giúp em cũng như là quý vị hiểu một cách mà ngành bảo hiểm người ta vận hành như thế nào.
và đã tin tưởng hơn vào hoạt động của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Thế thì trong vai trò là tư vấn tài chính bảo hiểm thì em cũng đã tự tin và mạnh dạn hơn để giới thiệu bảo hiểm đến nhiều khách hàng hơn rồi ạ. Tuy nhiên thì cho em nhắc lại một chút xíu về quyền lợi bản thân tư vấn bảo hiểm mà bạn sinh viên có đặt ra trong câu hỏi của mình là đầu tư cho học hành như vậy. Thế thì công việc sau này có ổn định hay không? Bởi vì là hiện nay thì có một số những anh chị quản lý đi khi mà đi tuyển dụng thì thường đặt ra câu hỏi rằng là các bạn thường đặt ra câu hỏi rằng là cái công việc này có thu nhập ổn định hay không đấy ạ, và liệu rằng thu nhập có tương xứng để bỏ công bỏ sức ra học hành hay không, thì câu hỏi này thì em muốn nó dành cho anh Bằng ạ. Thu nhập là đúng chính là một trong những cái điều mà ứng viên quan tâm và quan tâm hàng đầu khi chọn một công việc, anh đồng ý là như vậy. Nhưng mà khi nghe cái mong muốn của bạn sinh viên đó, tức là anh nhắc lại là mong muốn đi làm với một mức lương hay là mức thu nhập ổn định, đúng không ạ? Thì, dạ đúng rồi ạ. Thì cái mong muốn này anh nghe có vẻ rất bất ổn. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất là mức lương ổn định nó không phải là mức lương ổn định, mà mức lương ổn định phải là mức lương phù hợp với nhu cầu của chính mình, tức là đáp ứng được cái nhu cầu của cá nhân, của gia đình trong cuộc sống, đúng không? 10 năm qua tình hình kinh tế xã hội đã thay đổi, đã phát triển rất là nhiều, nhu cầu mọi người lên cao, cái những cái phát sinh về cuộc sống trong gia đình rất là nhiều. Vậy thì với vẫn mức lương như cũ thì liệu rằng cuộc sống nó có ổn định không? Do vậy thì mức lương ổn định phải hiểu rằng là đó là một mức lương mà có thể giúp ổn định được cuộc sống. Thứ hai thì về việc phát triển năng lực và vừa rồi kiểu có nói ấy, tức là thường thì các ông chủ, các nhà tuyển dụng ấy, sẽ chi trả cho một người đi làm, cho một người nhân viên một mức lương, một mức thù lao tương xứng với năng lực và đóng góp cũng như là cống hiến của cái người nhân viên đó cho công ty, đúng không? Vậy thì mức lương mà luôn luôn ổn định như vậy có nghĩa là có thể thường hợp thứ nhất là ông chủ không công bằng, và trường hợp thứ hai là năng lực của bạn trong một khoảng thời gian dài nó vẫn là dậm chân tại chỗ. Thế cho nên câu hỏi đó thực sự anh nghe nó rất là bất ổn. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Như vậy thì thu nhập ổn định thì đồng nghĩa với việc là cuộc sống cũng không ổn định luôn, phải không ạ? Vậy thì quý vị ơi, quý vị chọn mức lương được trả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, hay là quý vị chọn cho mình một mức lương ổn định, quý vị hãy nhắn vào khung chat để chúng tôi được biết quý vị nhé. Vâng ạ, xin mời quý vị hãy click vào biểu tượng tin nhắn và hãy cho chúng tôi được biết ý kiến của quý vị ạ. Vâng, chị Hương ơi, đến bây giờ thì bản thân chị Hương có cảm thấy hài lòng với những gì chị đã đầu tư và bỏ công sức ra cho công việc này không ạ? Cảm ơn em Kiều. Khi mà đến với bảo hiểm á, thì cái việc đầu tiên của các bạn tư vấn mới á, đầu tư đó là cái gì? Có phải bỏ tiền ra để đi học nghề không? Và hiện nay chỉ có duy nhất nghề bảo hiểm nhân thọ là không có tính phí thôi, đúng không em? Chị Hương chưa thấy nghề nào dạy nghề mà miễn phí cả. Đó là cái đầu tư đầu tiên của chị đó. Rồi, vậy tại sao á, Kiều cho chị hỏi là tại sao cái nghề của mình nó lại khó em? Tại sao nghề bảo hiểm nhân thọ lại là nghề khó? Nhiều từ đời từ trứng đúng không chị? Đúng rồi, chính xác. Nghề bảo hiểm á, cũng là nghề bán hàng. Đó là đặc thù của nghề bán hàng. Mà bây giờ lại là nghề bán hàng giá trị cao nữa. Cần cái sự tin tưởng nhiều nữa. Do đó để giải quyết được cái vấn đề mà làm sao để mình có thể hóa giải lực đời từ chối đó, thì chị Hương cũng băn khoăn suy nghĩ. Và vô tình trên một lần á, trên một lần lướt mạng thì chị Hương có tìm thấy được cái cuốn sách là Biến lời từ chối thành cơ hội vàng của tác giả Nguyễn Thanh An. Và chị Hương rất ấn tượng với cuốn sách này. Bởi vì cuốn này á, văn phong á, thì viết dưới dạng là câu hỏi, hỏi đáp giữa tư vấn và khách hàng, giống như đóng vai vậy đó, em là khách hàng, chị là tư vấn. Thì mỗi cái lời từ chối đó nó lại sẽ có những cái lời hóa giải riêng và mang phong cách địa phương riêng. Vậy thì mình sẽ lựa trong đó cái nào là phù hợp nhất với chị, và chị thấy cái đó dễ nhớ nhất, mình cứ làm từ dễ đến khó đi ạ. Mình thấy cái nào dễ nhớ nhất rồi mình nhớ, ráng cố gắng mình học hồ cái đó. Rồi á, thói quen của chị Hương lúc thời điểm ban đầu á, giờ đỡ rồi. Ngày xưa thôi là cứ nói chuyện một mình vậy đó, cứ hình dung là hôm nay mình tới gặp khách hàng, hoặc trước khi chị đi tư vấn gặp khách hàng, chị xin đường chị suy nghĩ nếu như khách hàng phát sinh cái câu hỏi đó và phát sinh những cái lời từ chối đó, chị sẽ giải quyết như thế nào, giống như chị ôn bài luôn. Và tự nhiên chị nhớ, ôi chết quên rồi, nếu lỡ khách hàng nói câu này thì mình nói làm sao, thì không có ý tưởng để nói. Thì chị lại mở cuốn sách đó ra
Thế là nó là ý tưởng đó trong đầu của mình. Nói chung các anh chị tư vấn mình đó, tất cả đều có bí quyết hết á, không có gì khó đó. Khó thì mình sẽ có cách gỡ, và mình sẽ có các anh chị quản lý, những anh chị IT huấn luyện viên huấn luyện sẽ hỗ trợ cho mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn, hoặc là mình gặp những anh chị mà đi trước đó, có những thành công nhất định đó, thì mình có thể tham khảo ý kiến. Đó là cái phần mà chị mua cuốn sách ha. Thì cái giá của cuốn sách đó chỉ là 300.000 đồng. 300.000 thì đối với lúc đó chị cũng nghĩ nhiều nhiều, nhưng mà khi mà chị đọc cái giá trị, chị đọc cuốn sách xong và chị thấy được giá trị của nó, thì chị thấy cái 300.000 đó, sau đó chị sẽ chia sẻ em là có đắt hay không nhé. Rồi vậy là nói đến doanh số năm 2018 thì theo Kiều á, Kiều có đoán được doanh số năm 2018 của chị là bao nhiêu không? Năm 2018 có lẽ là chị tiết lộ luôn đi ạ. Đầu tư cuốn sách 300.000 nó mang về cho chị một cái doanh số năm 2018 là 2 tỷ mốt. Và chính năm đó là chị Hương năm đầu tiên vào Đa Chi và đạt danh hiệu COT. Wow, chỉ có 300.000 đồng thôi mà doanh số là 2 tỷ mốt. Vâng, là xứng đáng, chị Hương của chúng ta xứng đáng dành một tràng pháo tay, dành những cái tim và like đúng không ạ? Rất là xứng đáng. Nếu như mà để cho em mà đầu tư thì bỏ ra 3 triệu gấp 10 lần con số chị bỏ ra thì em cũng sẵn sàng chơi luôn chị ạ. Đúng rồi. Đó, quan trọng là mình nhặt được cái gì sau khi mình đọc cuốn sách đó. Vậy thì theo em Kiều tính thử dùm chị là với doanh số 2 điểm mốt thì thu nhập chị bao nhiêu trong năm đầu tiên? Nếu như em thì đâu đó khoảng tầm là 30-40% trong số đó đúng không ạ? Nếu mà em nói 30-40% thì cho là 40% đi, khoảng 800 triệu đúng không? Dạ. Yeah. À, nhưng mà thực chất á, chị Lan Hương nhận được tới 1 tỷ mốt luôn. Wow. Tại sao ạ? Chắc là em có được, em Kiều có biết tại sao không? Em được biết là Dai Chi thì có đúng rất rồi. Là nhiều khoản. Dạ. Chính xác luôn em Kiều. Đây chị mình tuyệt vời lắm. Hàng tháng á, mình có thưởng. Thưởng gì các anh chị? Thưởng tư vấn ngôi sao. Sau khi kết thúc quý mình có thưởng gì? Mình có thưởng kim cương đúng không? Rồi á, khi mình lên vị trí quản lý, nếu mà các anh chị đi con đường quản lý thì mình sẽ có một cái lương quản lý nữa. Còn nếu mà mình á, đi theo con đường tư vấn cá nhân, MDRT thì năm nay rất là đặc biệt là Đa Chi có tiền thưởng dành cho danh hiệu MDRT luôn. Đó. Rồi danh hiệu Samurai cũng được thưởng là 3 chỉ vàng. Đó, và những chuyến du lịch rất là danh giá là hạng 5 sao đó, hạng 5 sao dành cho các anh chị có sự đóng góp cho công ty mình. Đó, thì tất cả cái đó là tiền hết á. Thì bật mí luôn nhé. Em Kiều có giao lưu với khán giả đoán thu nhập của chị không? Chị nói rồi nhỉ. 1 tỷ mốt đúng không? Dạ, chị lộ rồi. Giao lưu với dạ vâng ạ, nếu như đã lộ rồi thì không còn gì để chúng ta giao lưu nữa đúng không? Vậy thì chị không tiếp phần chia sẻ của mình nhé chị nhé. Nhiều khoản thưởng quá chứ nôn nóng như vậy nói luôn rồi. Yeah. Vậy thì cho các Kiều được hỏi quý vị ở đây rằng là quý vị có mong muốn nhận được mức thu nhập khủng giống như chị Lan Hương không ạ? Các anh chị chúng ta hãy tiếp tục nhìn nhắn vào cái khung chat để chúng tôi được biết rằng là các anh chị nào tham dự chương trình ngày hôm nay mong muốn nhận được mức lương là trên 1 tỷ đồng ạ. Đây là thu nhập thôi nhé. Đây là thu nhập nhé các anh chị. 1 tỷ mốt, một con số cực kỳ là tuyệt vời, rất là ấn tượng. Vâng ạ, xin mời chị Lan Hương tiếp tục phần chia sẻ của mình ạ. Có anh chị nhắn gì Lan Hương rằng là chị Lan Hương có phải sao kê không thì mới tin. Vâng. Thấy rồi mới tin. Thì rất là hot hiện nay. Sao kê đúng không? Lát nữa anh chị nào nhắn tin riêng gì Lan Hương. Anh chị nào mà cần xem sao kê Lan Hương nhắn tin riêng nha. Lan Hương chụp cái quyết toán thu nhập thuế cuối năm 2018. Cái đó là Lan Hương cũng cũng các anh chị nào mình là đưa ra chia sẻ hả. Rồi tiếp theo á, bây giờ mình làm một cái phép tính so sánh nhỏ ha, giữa cái nếu mà chị Hương làm công việc vẫn là Aribank thì chị Hương tính là cái lúc đó lúc chị Hương làm cuối cùng á là thu nhập khoảng 14 triệu một tháng. Rồi cuối năm bên Aribank hay có thưởng á, thì giờ chị bình quân đi nha, một tháng là khoảng 20 triệu thì bây giờ một năm mình sẽ có là 240 triệu đúng không? Vậy thì nếu mà làm Aribank 5 năm thì nó sẽ là con số bao nhiêu? 1,2 tỷ. Hồi nãy mình có nhắc đến con số 1 tỷ mốt đúng không ạ? Dạ. 1 tỷ mốt là cái gì ạ? 1 tỷ mốt là thu nhập của Lan năm, riêng năm 2018 đúng không? Rồi, bật mí các anh chị luôn, năm 2018 Lan Hương là 1 tỷ mốt, năm 2019 là Lan Hương được 1 tỷ 3, năm 2020 Lan Hương cũng được 1 tỷ rưỡi, và đến thời điểm hiện tại thì thu nhập của mình cũng mất mấy con số là 800-900 triệu. Đó,
chị á, 5 năm 1,2 tỷ thì có phải là bằng 1 năm làm đại đai chi? Đúng không ạ? À? Có phải các anh chị thấy là đại đai chi tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Đó là chỉ ví dụ mức lương của Aribank nhé. Chứ hiện nay mặt bằng chung á, chị thấy 10 triệu á, 10 triệu cũng là đã tương đối cao rồi đúng không? Dạ, vâng. Nhưng mà tỉnh chị cũng là thuộc dạng là cao đó. Thì như vậy nếu như mà với mức lương 10 triệu thì các anh chị khác phải làm bao nhiêu năm thì mới bằng mình một năm cố gắng nỗ lực nha. Chị không phải nhấn mạnh cố gắng nỗ lực. Chứ thật ra cái kết quả này chị Lan Hương có được nó không hề dễ dàng. Nó không hề dễ dàng tí nào hết. Dạ, câu hỏi thì Hương đưa ra đó là anh chị phải làm bao nhiêu năm để có một mức lương giống như chị Lan Hương của chúng ta bây giờ. Các anh chị chúng ta thử hãy liên hệ với bản thân mình và cũng tiếp tục giao lưu với ban tổ chức chúng tôi bằng cách là nhắn tin và khung chat các anh chị nhé. Vâng, như những gì chị Hương của chúng ta chia sẻ thì công việc này đã mang lại cho chị Hương rất là nhiều, đó là chị có thời gian dành cho gia đình của mình nè, có thời gian để mà đầu tư vào kiến thức nâng tầm bản thân của mình lên, và bên cạnh đó thì có một khoản thu nhập rất là hấp dẫn, là một năm bằng 5 năm so với công việc ngân hàng trước đó. Cảm ơn chị Hương với phần chia sẻ rất là chân thành của mình. Và nếu như anh chị nào mà muốn chị Hương sao kê để bằng thu nhập đấy thì hãy nhắn tin riêng với chị Lan Hương nhé. Vâng, thưa anh Bằng, thì anh có thể chia sẻ cho em và các anh chị mới vào nghề được biết là em và các anh chị mới nó cần phải làm gì để có thể là hoạt động tốt trong vai trò là tư vấn viên không ạ? Câu hỏi rất là hay. Em cứ tự tưởng tượng như thế này. Ngày hôm nay em sẽ là một người tư vấn tài chính mới và được các anh chị giám đốc kinh doanh cũng như các anh chị giảng viên chia sẻ về công thức thành công làm 10 năm 3 1 đúng không? Tập 10 người thì người sẽ đồng tham gia hợp đồng. Và ngày hôm nay mình đi làm, mình gặp được và giới thiệu bảo hiểm nhân thọ cho 5 khách hàng. Cả 5 người đó đều từ chối một cách phũ phàng và không để lại một tín hiệu tích cực nào. Cảm nhận sau ngày đầu tiên thế nào? Ngày thứ hai vẫn kiên trì tiếp tục xin cuộc hẹn và gặp 5 khách hàng, và 5 khách hàng ngày tiếp theo cũng với tình trạng tương tự. Câu hỏi đặt ra là ngày thứ ba, nếu là bạn đó hoặc là em thì có muốn đi làm nữa hay không? Cái điều đầu tiên anh muốn nói tới cái việc này đó chính là áp lực, là cách thức của công việc đó chính là áp lực như vậy. Đó chính là cái lời từ chối. Nếu như em là một tư vấn tài chính mới hoặc những người khác lựa chọn cái sự bỏ cuộc, không sao, đó cũng đây là một cái chuyện nó rất bình thường đúng không? Bởi vì đến ngày thứ hai rồi mình vẫn gặp tình trạng từ chối một cách phũ phàng và không có tín hiệu tích cực thì nó là bình thường, và đây là một cái sự lựa chọn rất phổ biến của rất nhiều anh chị em tư vấn tài chính, những người đã nhiều. Tuy nhiên có một sự lựa chọn thứ hai nữa là mình sẽ lựa chọn tiếp tục với công việc này. Vậy thì nếu lựa chọn tiếp tục thì câu hỏi tiếp theo của bạn, của anh chị em tư vấn tài chính mới đó là những cái thử thách đấy mình có vượt qua được hay không? Hay là mình có những cái thử thách gì đến tiếp theo đây? Và Kiều cũng như mọi người sẽ muốn chia sẻ từ dễ đến khó hay là ngược lại? Dạ vâng ạ. Nếu như đối với bản thân em, một người mới bắt đầu, thì có lẽ là em sẽ lựa chọn là đi từ dễ trước, cũng giống như chị Lan Hương đã chia sẻ trước đó. Ok, đi từ dễ đi. Cái dễ ở đây á, đầu tiên mình sẽ nói đến một cái về đầu tiên đơn giản nhất và dễ nhất, nghe rất đơn giản nhưng rất là quan trọng, đó là về thể chất. Thể chất đúng không? Không thể có một tâm hồn khỏe mạnh trong một cơ thể yếu đuối. Cái thể chất nghe nó rất đơn giản nhưng anh cũng phải nhắc tới, tức là gì? Chẳng hạn như là đặt một tình huống như thế này, mình đang ngon giấc sau một ngày làm việc vất vả, lúc đó 12 giờ đêm rồi, khách hàng tự nhiên là gọi điện tới. Rồi tại sao họ gọi điện tới? Bởi vì con họ phải nhập viện bởi vì bệnh gì đó, và họ gọi cho mình để hỏi về chăm sóc sức khỏe, là về chăm sóc sức khỏe, về thẻ chăm sóc sức khỏe, về bảo lãnh viện phí. Lúc đó mình sẽ phản ứng ra sao? Bản năng của cơ thể là vẫn rất muốn ngủ đúng không? Rồi là mình đã rất là mệt mỏi trong một ngày làm việc rồi. Tuy nhiên thì lúc đó thì nó rất khó và thách thức cơ thể. Và chính vì vậy thì nhiều người cũng có thể chúng ta sẽ tắt máy để chúng ta có một giấc ngủ ngon, rồi nhiều người cũng cố tình không nghe, và cái điều này nó là dẫn đến một cái niềm cái sự mất niềm tin từ phía khách hàng. Và anh muốn nói được một điều nó rất đơn giản thôi, nhỏ thôi, nhưng đó chính là cái thực chất đó.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Và quay trở lại với khách mời của chúng ta thì hôm nay đây thì em có nhận được một số các câu hỏi từ các anh chị tư vấn tài chính có gửi về cho em ạ. Và các anh chị tư vấn thì muốn giao lưu với chị Lan Hương của chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên mà em nhận được đó là từ đầu chương trình thì được nghe giới thiệu về chị Lan Hương thì đã rất là thành là một người rất là thành công trong lĩnh vực về bảo hiểm. Vậy thì ở trên cái hành trình đi đến thành công đó thì chị Hương có gặp những khó khăn và có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ công việc này không? Một câu hỏi từ vị khán giả của chúng ta khá là thú vị. Xin mời chị Hương ạ. Chị Hương bật mic lên ạ. Chị cảm ơn em Kiều nha. Câu hỏi của em Kiều rất là hay và đó là câu hỏi đặc thù của nghề mình luôn. Thì á, cái việc khó khăn thì chắc chắn nó phải có rồi em. Tại vì á, mình chỉ cần nhìn vô á, cái mức thu nhập mà mình nhận được từ Dai Chi á, là mình cũng hiểu á, là cái nghề này á, là nó tương xứng với cái công sức mình phải bỏ ra rồi. Đúng không em? Vậy thì á, cái nghề này nó khó là do luôn luôn phải đón nhận lời từ chối. Đó là đặc thù của nghề bán hàng. Do đó mình phải hiểu được cái ý này. Đặc thù của nghề bán hàng nó là như vậy chứ không phải là bảo hiểm nhân thọ nó mới có lời từ chối. Do đó là mình đón nhận nó một cách rất là bình thường. Và đặc biệt á, là có phải món hàng mà giá trị càng cao á, thì cái lời từ chối nó càng nhiều đúng không em? Đúng không? Dạ, đúng. Có những người mời mình một cái món hàng mà mình cảm thấy không hề có nhu cầu luôn, mình cũng không hề thích luôn, nhưng mà nó quá nhỏ và quá rẻ đi thì mình mua đại cho xong để ủng hộ người khác. Đó, đối với bảo hiểm nhân thọ thì nó không có ý nghĩa như vậy, không nghĩa như vậy. Nên là người ta bỏ ra một số tiền lớn là người ta cân nhắc rất là nhiều điều đó, là mình phải hiểu cho khách hàng và chính bản thân mình cũng như thế. Đó. Rồi thứ hai nữa là bảo hiểm nhân thọ nó là một sản phẩm vô hình. Thì bây giờ mình cứ liên hệ với một sản phẩm vô hình đi. Thì em Kiều á, bây giờ hai chị em mình đâu có đi đâu được đúng không? Nhưng mà em lướt lướt mạng hàng ngày này em thấy một cái bộ váy đẹp. Em đâu có nhu cầu bây giờ đi đâu mặc cái gì đâu đúng không? Nhưng mà em có mua hay không? Nếu mà em thấy là bộ đó, đồ đó rất là ưng ý đối với em và em tìm mấy lâu nay mà bữa nay em thấy. Dạ đôi khi cũng bị cám dỗ như vậy đó chị ạ. Đó là em mới thấy sức mạnh của cái sự là hữu hình đúng không? Hữu hình là mình nó dễ bán hàng lắm, nó thấy là đẹp là thích là mua chứ không cần có nhu cầu, thậm chí chị không có nhu cầu. Và bây giờ mình nói đến trường hợp là có nhu cầu thì bây giờ chị hỏi Kiều ha, em hỏi anh Bằng luôn, phái nam, đại diện phái nam, thì hiện nay á theo anh á là mình nếu mình em bây giờ em đi bán hàng đi thì em nên bán cái gì cho nó hot nhất hiện nay mà người ta có thể mua hàng của em nhiều nhất ạ? Bật mí cái này là tức là từ từ anh Bằng, nếu như anh Bằng biết thì có lẽ là anh Bằng giữ lại cái câu trả lời của mình đúng không ạ? Và câu hỏi của chị Hương cực kỳ là thú vị và Kiều cũng xin được kết nối cùng với tất cả các anh chị tư vấn tài chính tham dự chương trình ngày hôm nay. Anh chị hãy nhắn vào khung chat và cho chúng tôi được biết rằng là câu hỏi chị Hương đưa ra đó là bây giờ nếu như chị Hương đi bán một món hàng nào đó thì theo các anh chị thì món nào là hot nhất hiện nay để chị có thể là bán ngay được mặt hàng của mình ạ? Nào hãy cho chúng tôi những ý kiến của các anh chị nhé. Có anh chị nói là bia ạ. Dạ vâng, có anh chị nói là hiện nay là ở nhà nhiều cách giãn cách xã hội nên là bia là đang là hot nhất. Vâng ạ, rất là nhiều những anh chị đang nhắn tin. Khẩu trang ạ. Rồi, như vậy thì để không mì tôm nữa ạ. Ôi, rất là nhiều ý kiến các anh chị chúng ta đưa ra. Vậy thì để không mất nhiều thời gian nữa thì chắc là anh Bằng đoán và sau đó thì chị Hương sẽ hãy trả lời giúp cho quý vị đây được biết ạ. Anh Bằng trả lời em Bằng ha, theo anh á. Thực ra thì chỉ có và đa phần thì nam giới sẽ cảm nhận được cái này. Trên mạng vừa rồi cũng nhiều người cũng háo hức về mua được cái này. Hình như đó có phải là cái tông đơ không? Dạ đúng rồi, đó là điều em muốn đề cập tới hả? Chắc chắn là anh Bằng phải đẹp rồi mới xuất hiện được ngày hôm nay đúng không? Anh mình thiếu cái đó là anh cũng không tự tin đúng không ạ? Do đó là em thấy là cái mặt hàng đó là các phái nam hiện giờ đang lung sục luôn á. Và thậm chí là mua được là đăng khoe, rất là điều hạnh phúc khi mình mua được món hàng này. Em thấy nó sức mạnh của cái sản phẩm hữu hình đúng không nào? Nó đánh vào cái nhu cầu, đánh vào cái con mắt thị hiếu của khách hàng. Nhưng mà bây giờ bảo hiểm nhân thọ mình lại không có cái điều đó, là khách hàng không có thấy được và khách hàng cũng không có thấy có nhu cầu tại thời điểm em đề xuất cái giải pháp. Do đó người ta là từ chối là điều bình thường nha. Vậy thì bây giờ hồi nãy em cũng đề cập đến câu này thì em nhớ đến câu hồi nãy anh Bằng có nói đó là những sản phẩm hữu hình đó, thì tôi thấy thì tôi mới tin, nhưng mà riêng bảo hiểm nhân thọ nó một chu trình sản xuất ngược, nó phải tin rồi mới thấy nha. Rồi các anh chị hãy giúp cho khách hàng của mình tin
Rồi sau đó khách hàng thấy thấy là gì, thấy không phải là rủi ro đâu, thấy có lẽ là những cái hợp đồng bảo hiểm tới hạn đó cũng thấy cái thành quả tích lũy của mình, cũng như một số tiết kiệm để mình để dành cho tương lai, tặng cho con cái của mình, hoặc là những kế hoạch an nhàn hưu trí của mình khi về già các anh chị nha. Vậy thì chị hỏi Kiều một câu nè, nếu mà doanh số 2018 của chị như vậy, được 2 tỷ mốt như vậy, thì tại tỉnh của chị, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chị, ai là người mà phải đón nhận lời từ chối nhiều nhất? Em nghĩ là người ký hợp đồng nhiều nhất là người nhận lời từ chối nhiều nhất, không biết là điều này có đúng với chị không? Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Dư Hương cũng không có tài giỏi gì mà Dư Hương ký hợp đồng có thể được 100% đó. Do đó chị Hương muốn chia sẻ với tất cả các anh chị tư vấn tài chính đó, là mình đóng lời chối là bình thường á, nên là các anh chị an tâm nha. Lan Hương được doanh số cao thì Lan Hương nhận lời từ chối nhiều thôi, nên là các anh chị cứ nhận lời từ chối nhiều đi thì cái doanh số của mình sẽ gia tăng, an tâm điều đó nha. Dạ, rồi vì câu hỏi của Kiều rất là hay, là có bao giờ mà chị từ bỏ công việc hay không? Yeah. Đúng không nè? Câu hỏi tiếp theo của em là có khi nào mà chị suy nghĩ là từ bỏ công việc này? Thì chị cũng muốn chia sẻ với mọi người rất là chân thành là gì? Là mình hãy chia, mình làm những cái điều dễ dễ nhất. Thì cái cách làm của chị Hương là như thế này đó. Tại vì cái này là chị chia sẻ theo quan điểm cá nhân nhé. Còn các anh chị thấy cái nào dễ nhất đối với mình á, mà có thể tạo ra được kết quả của mình cho mình ngay á, để mình thấy được kết quả để mình mới có động lực á, thì mình sẽ làm theo cách đó. Còn chị Hương á, thì chị Hương nghĩ là chị Hương sẽ tư vấn với người quen, người thân trước. Người thân đầu tiên, ưu tiên là người thân đã, thân xong rồi bắt đầu hướng với qua người quen. Như vậy á, chính vì chị làm cách này á, thì đối với người thân của chị là chị đã có niềm tin sẵn rồi, niềm tin sẵn rồi, do đó chị đã có kết quả. Và chính vì kết quả đó thì tháng đầu tiên chị Hương đã ký được 9 hợp đồng và doanh số của tháng đầu tiên của chị là hơn 200 triệu. Chính vì có kết quả như vậy á, tự nhiên nó tạo ra động lực. Tại thời điểm ban đầu mình không có thời gian chia sẻ nhiều á, là chị Hương cũng muốn nói với người nhà của chị là chắc không có khả năng làm được công việc này, tại vì chị Hương không có biết nói chuyện. Cái thứ hai nữa là chị Hương cũng không có mối quan hệ nhiều lắm. Hồi xưa làm ngân hàng vậy thôi chứ hết việc đi về, em thấy thời gian nó áp lực như vậy, đâu có thời gian rảnh để mà đi giao lưu và có nhiều mối quan hệ đâu. Chính vì cái có kết quả đó, Lan Hương luôn nhấn mạnh chính vì mình làm cái điều dễ để mình có kết quả, từ đó có động lực. Và nó là cái ngọn lửa bên trong, mà đã là ngọn lửa bên trong thì nó không bao giờ tắt được hết á các anh chị nha. Vậy thì khi mà chị có kết quả rồi á, thì chị sẽ lại không có cảm giác là chị từ bỏ. Nhưng mà nói về như vậy không có nghĩa là chị không có những cái lúc cảm thấy mệt mỏi và cảm thất bại và cảm thấy bế tắc, đúng không em? Thì trong thời điểm đó mình sẽ tìm ai? Mình luôn luôn nghĩ tích cực, luôn luôn có những cái giải pháp, do đó chị sẽ tìm thầy, tìm những người dẫn đường, tìm những cấp quản lý của mình, là tìm những cái anh chị huấn luyện, những chỗ nào mà mình còn yếu thì mình sẽ tìm gặp những người đó để mình hỏi, để mình hiểu thêm. Rồi những đồng nghiệp làm giỏi đi, Lan Hương giao lưu nhiều lắm, ai làm giỏi Lan Hương kết bạn hết à. Rồi mình còn tìm sách đọc nữa, tìm sách đọc cái nào cái ai mà viết theo cái ngôn ngữ văn phong á của mình thấy phù hợp thì mình sẽ đọc cái đó. Và hiện nay Lan Hương cũng có được đang đọc một bộ sách của một bạn tác giả cũng miền Trung của mình á, bạn đó viết rất là hay, thì các anh chị có điều kiện thì có thể tìm được bộ sách của bạn này, cũng có 3 cuốn nhé. Thì trong qua mình học xong chứ không phải mình để đó, rất là nhiều anh chị cũng học xong cái gì cũng tham gia hết á, chương trình nào cũng tham gia, tuy nhiên lại cũng không bước ra để thực hành. Cái thực hành nó mới làm cho cái việc học của mình nó khắc sâu thêm, và nó mới có những cái phép thử để mình biết là cái việc đó áp dụng đối với khách hàng của mình nó có thành công hay không, thì mình phải thực hành. Mà chính vì thực hành nhiều á, gặp thất bại nhiều á, thì mình lại có thêm nhiều kinh nghiệm, mà thêm với nhiều kinh nghiệm nữa thì tỷ lệ chốt hợp đồng của mình lại càng thành công hơn. Do đó càng ngày cái tỷ lệ nâng cao á, tỷ lệ chốt hợp đồng của chị Hương á, nhiều hơn ngày xưa. Cảm ơn em Kiều. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của chị Hương. Như vậy thì khi mà chúng ta quyết định là từ bỏ hay là tiếp tục thì chúng ta hãy nghĩ cái lý do mà chúng ta bắt đầu công việc này, đúng không chị ha? Và như chị Hương chia sẻ thì chị luôn luôn trau dồi kiến thức của mình và học để hành, chứ không phải học là để dành, đúng không ạ? Đúng rồi, học để dành. Để dành nó làm ra tiền đâu. Dạ, chị Hương ơi, có một câu hỏi nữa, câu hỏi thứ hai của một bạn tư vấn tài chính gửi về với chương trình, đó là chị Hương ơi, bản thân chị khi mới vào nghề, chị có gặp lời từ chối của khách hàng không? Xin lỗi chị, là câu hỏi thứ hai ạ. Chị Hương ơi, khi được nghe chia sẻ em được học hỏi rất là nhiều. Em gia nhập Daichi mới được 5 tháng thôi, đến nay mới ký được 2 hợp đồng. Thì chị Hương cho em hỏi là lúc bắt đầu công việc chị Hương đã chuẩn bị cho mình những gì ạ? Xin mời chị Hương có thể chia sẻ cái cảm ơn Kiều nha. Nhắc đến cái câu sự chuẩn bị á, thì chị Hương lại nhớ đến một câu nói rất là nổi tiếng, là nếu như mình không có sự chuẩn bị á, thì đồng nghĩa với việc là mình chuẩn bị cho sự thất bại. Kể
cả ngày hôm nay á, chị em mình có những cái chương trình mà đặc sắc và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy á, đều là mình phải chuẩn bị trước từ mấy hôm rồi đúng không Kiều? Đúng không? Dạ, đó, do đó là chị Hương thấy sự chuẩn bị nó cực kỳ quan trọng. Vậy thì chị chuẩn bị những gì? Đó là chị á, đầu tiên á, chị xây dựng một cái tâm thế khi vào nghề. Thứ nhất á, là chị xác định đây là nghề khó. Nghề khó thì thu nhập mình mới tương xứng, do đó chị cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đó, rồi á, khó khăn chắc chắn là nó sẽ có, nhưng mà chị không có được từ bỏ. Và nếu như mà chị gặp những khó khăn đó thì quay về hồi nãy chị có chia sẻ đó, mình sẽ gặp những người dẫn đường của mình để mình xin những ý kiến, đúng không? Và cái mục tiêu mà đã có rồi á, là mình phải kiên định cái mục tiêu đó. Đó, rồi chị chuẩn bị thêm nữa là mình á, mình chia sẻ là chị chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ, có nghĩa là mình đặt tiêu mục tiêu á, thì từ nhỏ đến lớn thôi. Ví dụ như bây giờ các anh chị mới vào nghề thì mình sẽ đặt mục tiêu của mình là trong tháng này mình học ra là mình phải có một cái hợp đồng, nhỏ nhỏ cũng được, phí quý cũng được, nhưng nó cũng là một cái kết quả của mình trong quá trình mình tư vấn, đúng không em? Rồi nếu như mà mình có hợp đồng rồi thì mình phải ráng cố gắng làm sao tư vấn được một hợp đồng ít nhất là 15 triệu để mình đặt tư vấn ngôi sao, đúng không nè? Đó là mục tiêu nhỏ lớn hơn nữa. Rồi khi mình đặt tư vấn ngôi sao hàng tháng như vậy thì mình sẽ có cơ hội để mình có thể trở thành một tư vấn kim cương. Tư vấn kim cương là doanh số là 180 triệu, đúng không nè? Rồi sau đó mình thấy cũng làm tốt tốt rồi, mình lại đặt mục tiêu xa nữa là MDRT. MDRT xong rồi là mình lại được năm sau mình phấn đấu thành samurai. Đó, còn đó là con đường cá nhân. Còn con đường quản lý thì 3 tháng mình phải đạt, trong vòng 3 tháng tròn là mình phải đạt 60 triệu để mình có thể lên vị trí tiền trưởng nhóm. Và sau đó liên tục mình phát triển để mình lên vị trí cao hơn. Đó. Rồi khi mà khách hàng đã đặt niềm tin vào mình tham gia bảo hiểm thì mình phải làm thật tốt chăm sóc khách hàng để khách hàng cảm thấy rằng là niềm tin được đặt đúng chỗ vào cái người tư vấn đó. Vì thông qua đó là gì? Thông qua đó là khi mà khách hàng bị sự cố thì mình phải hỗ trợ bồi thường một cách rất là nhiệt tình. Còn hơn cả nhiệt tình hơn cả lúc mà mình đi tư vấn nữa. Đó là sự chuẩn bị về mặt tinh thần của chị. Còn về mặt chuẩn bị về thể chất thì dĩ nhiên như anh Bằng có chia sẻ đó, là dĩ nhiên không thể nào mà ai mà có thể làm việc tốt mà trong khi đó mà thể chất của mình lại kiệt quệ hoặc là không có đủ sức khỏe để mà đảm đương công việc. Do đó thì chị Hương cũng tập thói quen là hàng ngày luyện tập thôi, tập thể dục nè, rồi ăn uống khỏe mạnh. Đó là chị Lan Hương chia sẻ với em Kiều như thế. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị Hương. Như vậy thì qua phần câu hỏi của một bạn tư vấn tài chính đó thì theo chị là mình cần chuẩn bị 3 thứ, đó là tinh thần, thể chất và cái quan trọng nữa đó là mình có thể là vượt qua chính bản thân mình, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Hiện nay thì em cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía các anh chị tư vấn tài chính mới gửi về. Tuy nhiên thì vì thời lượng có hạn nên là có lẽ rằng là hẹn gặp chị Hương cũng như là các anh chị tư vấn tài chính mới ở cái số phát sóng tiếp theo, được không ạ? Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì cũng cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ của anh chị về bảo hiểm, về nghề nghiệp bảo hiểm và những điều mà khi trở thành người tư vấn bảo hiểm cần quan tâm. Và hy vọng với những chia sẻ này thì quý vị và các bạn sẽ giữ chọn được cái niềm đam mê với nghề nghiệp mà mình đã chọn và cùng thành công với nghề tư vấn bảo hiểm các quý vị nhé. Và quý vị hãy một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay, thả tim, thả like thật nhiều để cảm ơn phần chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, em xin được mời anh Bằng có đôi lời chia sẻ với quý vị khán giả ngày hôm nay trước khi mình kết thúc ạ. Cảm ơn phần chia sẻ ngày hôm nay của phía mời bạn Lan Hương đến từ Vũng Tàu. Thực sự là một chương trình thật là tuyệt vời và một phần chia sẻ đầy nhiệt huyết, tràn đầy tâm huyết của khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn Lan Hương một lần nữa đã nhận lời và tham dự chia sẻ chương trình với miền Trung ngày hôm nay. Vâng, em cảm ơn Kiều, em xin cảm ơn anh Bằng và em Kiều nha. Và Lê Hương cảm ơn các anh chị tư vấn mình đã lắng nghe. Lê Hương xin chúc tất cả các anh chị em tư vấn tài chính xuất sắc miền Trung luôn thành công và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Lan Hương một lần nữa. Cảm ơn anh Bằng và chị Lan Hương và hy vọng rằng là miền Trung sẽ có dịp được gặp lại chị trong thời gian sớm nhất ạ. Và cũng xin được thay mặt cho đội ngũ anh em miền Trung chúc chị Hương thật là nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa cùng với công ty IG. Cảm ơn Hương. Thưa quý vị và các bạn, để tổng kết cho chương trình talk show ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với phần chia sẻ của chị Công Huyền Tôn Nữ Thúy Thủy, Phó Giám đốc Huấn luyện Kinh doanh Toàn quốc. Anh chị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự quay trở lại của chị Thủy ạ. Xin cảm ơn MC Thiên Kiều.
Một lần nữa thay mặt ban tổ chức cảm ơn anh Nguyễn Trọng Bằng, giám đốc kinh doanh miền Trung, đã dành thời gian để là khách mời. Có thể là anh đã tham dự rất là nhiều chương trình và Thủy nghĩ rằng là đội ngũ kinh doanh của miền Trung đã gặp anh rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay có thể là gặp anh trong cái vai trò đó là một cái người chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành để chia sẻ và những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của anh trong ngành để giúp cho đội ngũ tư vấn tài chính xác định đây là một cái nghề thực thụ để họ có thể theo đuổi và gắn bó với công ty. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức chương trình cảm ơn anh Nguyễn Trọng Bằng nhé. Cảm ơn ban tổ chức chương trình thì vậy cũng xin cảm ơn BM Nguyễn Thị Lan Hương đến từ văn phòng Bà Rịa 2 khu Đông Nam Bộ. Và trong room của chúng ta ngày hôm nay cũng khá là nhiều anh chị, có trong đó có cả các anh chị GAD đến từ văn phòng Bà Rịa 2 cũng như một số anh chị BM cũng muốn đón nhận cái chương trình này đến với khu Đông Nam Bộ. Một lần nữa thay mặt miền Trung cảm ơn Lan Hương rất là nhiều đã chia sẻ rất là chân tình và gửi gắm nhiều cái thông điệp trong cái chương trình này đến với tất cả các anh chị là tư vấn tài chính mới của Đa Chi Lai Việt Nam miền Trung. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn em Lan Hương nhé. Và thưa các anh chị, để các anh chị có thể nắm được những cái thông điệp từ hai cái người khách mời này gửi đến tất cả các anh chị qua cái câu chuyện, các anh chị, đó là cái câu chuyện của một cái người sinh viên với những cái trăn trở khi mới ra trường, đúng không ạ? Họ trăn trở là gì? Họ trăn trở là làm sao để tôi có được cái thu nhập như tôi mong muốn. Thế thì qua cái câu chuyện giữa MC Thiên Kiều với hai vị khách mời của chúng ta thì Thủy cô đồng lại ba cái vấn đề các anh chị. Thứ nhất đó là với cái vai trò là người tư vấn tài chính mới, các anh chị đang có thể là gia nhập 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay là 8 tháng. Nhưng Thủy tin chắc rằng có nhiều anh chị trong room ngày hôm nay vẫn chưa xác định đây là công việc thực sự để mình theo dõi, để mình theo đuổi cái công việc đó. Có thể các anh chị nghĩ rằng là chúng tôi chỉ làm tạm thôi, chúng tôi chỉ làm công việc phát thai thôi, hoặc là chúng tôi chỉ thử thôi. Nhưng như Thủy nói ban đầu với các anh chị, cái thời gian thử cũng nên có một cái khung giới hạn nhất định. Bởi vì chúng ta sẽ, nếu không, chúng ta sẽ mất thời gian của chính mình và mất thời gian của rất nhiều thành viên khác chung quanh mình, đúng không ạ? Vì vậy, cái điều quan trọng trong cái thông điệp hai người khách mời đến gửi đến cho tất cả các anh chị đó là xác định cái điều mình mong muốn. Giống như bà Lan Hương nói rằng là gì các anh chị, ngay từ đầu khi bác ước chân vào với Đa Chi Lai Việt Nam thì Lan Hương đã xác định cái mục tiêu của mình như thế nào, mục tiêu ngắn hạn như thế nào, mục tiêu dài hơi là như thế nào. Và để có thể thực hiện được cái mục tiêu đó, chắc chắn là chúng ta cần những cái kế hoạch, những cái hoạt động để chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình. Cái kế hoạch hoạt động thông qua cái phần chia sẻ của hai vị khách mời, Thủy đang hiểu rằng đó chính là những cái hoạt động. Các anh chị, để có được kết quả như Lan Hương, tức là thu nhập, nếu tính trung bình trong một năm, có thể là gì các anh chị, Thủy đang nói là năm nay nhé, thì có thể 800-900 triệu đối với Lan Hương. Một cái khoản thu nhập mà Thủy tin chắc rằng trong room của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều anh chị đang rất mơ ước, đúng không ạ? Thế thì để đạt được một cái khoản thu nhập đó để lo cho gia đình của mình thì chắc chắn rằng cần phải đi gặp khách hàng. Gặp khách hàng rất nhiều và chúng ta cần phải có cái kỷ luật với cái hoạt động của mình. Một ngày, liệu tất cả chúng ta anh chị ngồi trong room này có lên kế hoạch một ngày ít nhất chúng ta gặp một khách hàng hay không? Thủy đang nói là gặp một khách hàng các anh chị nhé. Liệu chúng ta có làm được điều này cứ một ngày, chưa cần biết là bán được hay không, nhưng chúng ta cần phải tạo thành một cái thói quen, đó là cứ một ngày tôi gặp một người khách hàng, cứ một ngày tôi gặp một người khách hàng để nói với người đó về giá trị của bản thân họ, về những cái điểm hay, những cái giải pháp của Đa Chi Lai Việt Nam mà các anh chị được học thông qua các chương trình huấn luyện từ phía công ty, hoặc các anh chị được những cái quản lý của mình chia sẻ. Vậy các anh chị có làm được không ạ? Nếu các anh chị làm được thì các anh chị vui lòng, các anh chị tương tác trên nội chat giùm Thủy, đánh số 1 giùm Thủy đi ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất là kể từ sau chương trình này, tất cả các anh chị trong room này là những người tư vấn tài chính, các anh chị hãy đi gặp ít nhất một ngày một người khách hàng. Nếu các anh chị đồng ý, các anh chị hãy ghi lên ô chat giùm Thủy nhé. Cái điểm mà Thủy muốn nói với tất cả các anh chị đó là gì các anh chị? Cái điểm thứ ba các anh chị, thứ nhất là cái xác định cái mục tiêu mình làm cho ai, mình mong muốn cái gì. Mình không phải làm vì người khác mà mình làm mình chính gia đình mình. Thứ hai, có mục tiêu rồi, cụ thể rõ ràng thì chúng ta cần kế hoạch hành động. Và cái thứ ba Thủy muốn nhắc đến và Lan Hương cũng như anh Bằng cũng có chia sẻ với tất cả các anh chị, đó là gì các anh chị? Đó là cái thái độ. Làm sao chúng ta có cái thái độ, đúng không ạ? Thái độ với công việc. Thái độ với công việc ở đây thì đó là thái độ tích cực,
như La Hương nói, càng gặp nhiều khách hàng thì chúng ta lại là người gặp nhiều lời từ chối từ phía. Thái độ tích cực với công việc, chúng ta không chùn bước trước những cái thử thách. Ví dụ hiện nay Covid, vì sao Lan Hương vẫn tiếp tục ký được những cái hợp đồng trong cái mùa dịch này, mặc dù cái khu của Lan Hương ở Bà Rịa, Vũng Tàu, một trong những cái tỉnh của Đông Nam Bộ bị lockdown trước cả thành phố Đà Nẵng, trước cả thành phố Nha Trang, vì sao Lan Hương vẫn có được cái hợp đồng đều đặn qua từng tháng trong cái mùa dịch này? Ví dụ Lan Hương vừa nói các anh chị, Lan Hương quay trở lại những cái khách hàng cũ và Lan Hương chăm sóc những khách hàng cũ, từ đó để có thể bán mới những cái hợp đồng mới với những cái giải pháp tài chính mới từ phía Daiichi Life Việt Nam. Chúng ta không chùn bước, không phải dịch mà chúng ta, bởi vì dịch chúng ta vẫn phải sinh mạng, dịch chúng ta cũng cần phải ăn, dịch chúng ta cũng cần có thu nhập để lo cho gia đình, đúng không ạ? Thế thì tại sao chúng ta chùn bước, trong khi nhiều anh chị khác, trong đó có bạn Lan Hương ngày hôm nay, cũng như nhiều anh chị tư vấn của miền Trung vẫn có những cái hợp đồng đều đặt hàng tháng, bởi vì họ biết vượt lên phía trước và biết gì các anh chị thích ứng với cái công nghệ. Mà một trong cái điểm mà Lan Hương vừa nói đó là gì các anh chị? Xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình trên cái trang mạng xã hội. Và nhiều anh chị trong ngày hôm nay, Thủy Tinh, nhiều anh chị vẫn chưa dám nói với người thân, người quen của mình, tôi là tư vấn tài chính của Daiichi Life Việt Nam. Các anh chị đang ngại. Và nếu một khi là các anh chị chưa tin vào công việc mình đang làm, chưa tin vào doanh nghiệp mình đang cộng tác, thì Thủy tin chắc rằng một điều, các anh chị không thể truyền niềm tin này đến cho người khác. Bởi vì khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta mới có thể gì, các anh chị truyền cái niềm tin đó đến với khách hàng của mình. Và cho Thủy hỏi các anh chị, tất cả các anh chị trong room ngày hôm nay là những người tư vấn tài chính, các anh chị đã tham gia cho mình một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa? Nếu anh chị có thì các anh chị vui lòng, các anh chị sẽ bấm vào ô chat giúp Thủy là số 1 các anh chị nhé. Các anh chị sẽ bấm vào ô chat giúp Thủy là số 1 nhé, để Thủy biết rằng là các anh chị đã tham gia một hợp đồng bảo hiểm với Daiichi Life Việt Nam các anh chị. Sorry các anh chị tí xíu, Thủy đang bị trục trặc tí xíu về đường truyền các anh chị nhé. Thủy xin phép Thủy sẽ tạm thời, các anh chị sẽ không tạm thời, ban tổ chức vui lòng khóa quá ô chat đi ạ. Ô chat đã tạm khóa nha chị. Cảm ơn. Thưa các anh chị rằng là với số lượng mà anh chị tư vấn tài chính tham dự ngày hôm nay cũng khá là đông, và bên cạnh đó thì cá mập cứ cắn cáp liên tục thôi, nên là cũng ảnh hưởng đến cái tín hiệu đường truyền ngày hôm nay, nên là rất là mong anh chị thông cảm cho ban tổ chức chúng tôi ạ. Rồi, các chị có thể thấy màn hình chưa ạ? Thấy rồi chị, thấy. Tuy nhiên khi Thủy bật lên thì nó không ổn được. Rồi các anh chị, như vậy ba điểm Thủy sẽ muốn nhắn gửi đến tất cả các anh chị, đó là cái phần thể chất, tinh thần và vượt qua chính mình, mà hai vị khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Trọng Bằng và bạn Nguyễn Thị Lan Hương muốn gửi đến thông điệp dành cho tất cả các anh chị tư vấn tài chính của Daiichi Life miền Trung trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Và một lần nữa thay mặt chương trình, cảm ơn anh Bằng, cảm ơn chị Lan Hương đã dành thời gian với talk show kỳ 1. Và rất mong tất cả các anh chị tư vấn tài chính trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay hãy thực hiện những cái điều mà hai vị khách mời của chúng ta muốn gửi gắm qua cái buổi talk show này, và chúng ta hành động ngay sau cái chương trình này, đó là đi gặp khách hàng và chia sẻ những cái giải pháp tài chính hiệu quả của Daiichi Life Việt Nam đến với khách hàng của mình, để chúng ta có những cái thu nhập, để chúng ta giống như anh Bằng nói, cái thu nhập ổn định không phải là cái thu nhập là thì các anh chị có thể đảm bảo cái nhu cầu của gia đình mình làm sao để ổn định nhất, đúng không ạ? Đó là những cái phần mà Thủy muốn gửi đến cho tất cả các anh chị sau phần chia sẻ của hai vị khách mời. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị. Chúc tất cả các anh chị sẽ nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Thủy. Thưa quý vị và các bạn, thì kỳ phát sóng đầu tiên Chuyện Nghề Chuyện Thời với mong muốn sau chương trình sẽ mang lại rất là nhiều điều bổ ích cho quý vị và các bạn thông qua ba điều, đó là nuôi dưỡng tinh thần, rèn luyện thể chất, vượt qua chính mình. Và kỳ phát sóng tiếp theo sẽ được diễn ra vào tháng 10 với chủ đề là đọc vị khách hàng DISC.
con người trong xã hội không ai giống ai, đều muốn đều muôn hình muôn vẻ và đối mặt với những vị khách lạ với những nét cá tính và phong cách sống khác nhau, và nhân viên tư vấn phải làm thế nào để có thể đọc vị được cảm xúc và hành vi của khách hàng. Làm tốt cái việc đọc vị khách hàng này thì sẽ giúp cho nhân viên tư vấn tài chính có thể xây dựng được cái chiến thuật tiếp cận khách hàng một cách là hiệu quả nhất, nâng cao tỷ lệ chốt hợp đồng. Và đó cũng chính là nội dung cho kỳ phát sóng tiếp theo vào tháng 10, một chủ đề vô cùng hấp dẫn, và xin mời anh chị cùng đón xem ở số phát sóng tiếp theo ạ. Và ngay sau đây để tiếp theo chương trình thì một phần nữa vô cùng hấp dẫn mà có lẽ rằng là các anh chị chúng ta cũng đang mong đợi, đó là phần group thăm trúng thưởng ạ. Vâng, thưa quý vị, thì chương trình của chúng tôi sẽ phát sóng trong 4 kỳ quay số hàng tháng và một kỳ quay số đặc biệt. Mỗi tháng thì chúng ta sẽ có 21 giải dành cho 7 vùng, tức là mỗi vùng chúng ta sẽ có 3 giải, mỗi giải trị giá là 2,3 triệu đồng dành cho những anh chị thỏa điều kiện có doanh số từ 10 triệu trở lên. Người trúng giải sẽ nhận được tiền mặt thông qua BD phụ trách văn phòng của mình. Tuy nhiên, một thông tin vui mà chị Thủy đã tiết lộ ngay từ đầu cho tất cả các anh chị ở đây được biết, đó là trong kỳ quay số đầu tiên này thì giám đốc phát triển kinh doanh miền Trung của chúng ta là anh Nguyễn Trọng Bằng đã quyết định đó là sẽ quay số cho tất cả các anh chị tham dự chương trình ngày hôm nay luôn. Vâng ạ, các anh chị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thả tim thả like để cảm ơn anh Bằng đã dành cho tất cả anh chị em trong kỳ quay số đầu tiên này ạ. Vậy thì còn 3 kỳ nữa, anh chị hãy đặt mục tiêu và mỗi tháng tối thiểu là một hợp đồng các anh chị nhé. Và ở các kỳ quay số tiếp theo thì anh chị lưu ý rằng là tư vấn tài chính muốn được nhận chương trình quay số trúng thưởng này thì cần phải thỏa điều kiện, đó là có ít nhất một hợp đồng từ 10 triệu trở lên. Các anh chị chúng ta hãy lưu ý. Và đối với kỳ quay số cuối cùng là kỳ 4 thì yêu cầu đó là phải doanh số phải từ 15 triệu trở lên. Và bên cạnh đó thì còn có những cái vé cộng thêm nếu như anh chị thỏa các điều kiện, đúng không ạ? Thì phần này thì chị Thủy đã chia sẻ ngay từ đầu rồi. Và vì thời lượng có hạn nên là Kiều xin phép được đi qua phần này. Và các anh chị chúng ta hãy nhận thông tin từ những anh chị là BD phụ trách văn phòng, các anh chị AT để mình biết rõ hơn và đặt mục tiêu ngay từ ban đầu. Cũng giống như vị khách mời của chúng ta, nó là luôn luôn đặt mục tiêu, đúng không ạ? Và khi chúng ta có mục tiêu rồi thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu đó thì nó cũng sẽ là giúp các anh chị chúng ta tiến gần hơn. Vâng, thưa quý vị, thì sau đây thì tôi xin phép được thông qua một số những cái quy định. Người trúng giải sẽ là bấm vào biểu tượng bàn tay như ban đầu tôi đã giới thiệu với các anh chị, đó là gì ạ? Nếu như các anh chị nào được xướng tên là trúng giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta hãy bấm vào biểu tượng giơ tay để phát tín hiệu cho ban tổ chức chúng tôi được biết. Đồng thời sau đó thì ban tổ chức sẽ mở quyền bật mic và bật camera lên và anh chị cũng sẽ bấm vào hai biểu tượng này để xác nhận với ban tổ chức chúng tôi. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ hô 3 lần, nếu như anh chị không có phát tín hiệu ra cho chúng tôi được biết thì chúng tôi sẽ là sẽ quay cho người tiếp theo, và mọi phản hồi sau đó thì ban tổ chức chúng tôi sẽ không ghi nhận ạ. Và cái quy định tiếp theo nữa đó là chúng tôi sẽ không cho phép nhận thay quý vị nhé, và nếu như vắng mặt thì chúng tôi sẽ là dành cho người may mắn tiếp theo ạ. Rồi, vậy thì thứ tự để quay số như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quay số ở CC1, tiếp đến là CH1, CC2 đến CH2, CC3 đến CH3 và cuối cùng là CC4. Vâng ạ. Và đến phần quay số này thì tôi xin phép được nhường lời lại cho bạn Quý ạ. Dạ vâng, xin chào tất cả các anh chị chúng ta đang tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, và ngay bây giờ đây mở màn cho phần quay thưởng ngày hôm nay, đó chính là vùng CC1 ạ. Vì vậy, Quý xin mời anh chị BD RH là đầu tàu của vùng CC1 chúng ta tham dự phần quay thưởng này với tất cả các anh chị tư vấn tài chính của vùng mình ạ. Dạ vâng, ngay bây giờ đây chương trình quay thưởng chính thức được bắt đầu. Vâng, chúng ta cùng hưởng lên màn hình quay số kìa, lại không thể thực hiện nhé. 5 4 3 2 1, dừng ạ. Dạ vâng, tư vấn may mắn đó chính là tư vấn Lê Thị Diệm Châu ở RIA Huế 1 ạ. Quý xin hỏi chị Diệm Châu chúng ta có ở trong room này không ạ?
Nếu như chị Diệm cho chúng ta có, hãy giơ tay lên để ban tổ chức có thể biết và có thể mở camera cho chị ạ. Dạ rồi, chúng tôi nhìn thấy cánh tay của chị Lê Thị Diễm Châu ạ. Xin mời chị Lê Thị Diễm Châu hãy mở camera của mình lên đi ạ. Chúng ta hãy bật biểu tượng giơ tay lên ạ. Rồi, chúng tôi nhìn thấy cánh tay của chị Lê Thị Diễm Châu ạ. Xin mời chị Lê Thị Diễm Châu ạ. Xin mở camera của mình lên ạ. Cảm ơn chị Châu. Dạ vâng, xin mời chị Châu, người may mắn đầu tiên của vùng C1 trúng giải thưởng trị giá 2.300.000 đồng ngày hôm nay. Xin mời chị ạ. Và ngay bây giờ đây, chúng ta hãy tiến tới với tư vấn may mắn thứ hai của vùng C1. Xin mời ạ. Vâng, hãy cùng đến với kính nào. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Vâng, tư vấn may mắn đó chính là chị Hoàng Thị Bông ạ, ở GA Đông Hà 1 ạ. Vâng, quý xin hỏi chị Bông chúng ta có trong ở room này không ạ? Xin mời chị hãy giơ tay lên để ban tổ chức có thể biết ạ. Xin mời ban tổ chức có thể hỗ trợ giúp quý ạ. Hiện tại ban tổ chức vẫn chưa nhìn thấy cánh tay được đưa lên từ tư vấn Hoàng Thị Bông ạ. Tư vấn Hoàng Thị Bông đang ở đâu, xin vui lòng giơ cánh tay lên được chúng ta được nhìn thấy được không ạ? Dạ vâng, nếu như tư vấn Hoàng Thị Bông không có trong room ngày hôm nay thì quý xin phép đếm từ 5 đến 1 và quý sẽ quay thưởng ở tư vấn tiếp theo ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Dạ vâng, quý xin được quay thưởng cho tư vấn tiếp theo ạ. Dạ vâng, như vậy chúng ta vẫn chưa tìm ra người may mắn thứ hai, chúng ta sẽ... Dạ rồi, chúng tôi đã nhìn thấy cánh tay của tư vấn Hoàng Thị Bông ạ. Vâng, như vậy thì chúng ta đã có hai anh chị tư vấn trúng ở vùng C1 ạ. Xin chúc mừng chị Bông ạ. Đúng ạ, dù hơi chậm nhưng mà may mắn đã là kịp ha. Xin chúc mừng chị Bông rất là nhiều ạ. Dạ vâng, và ngay bây giờ đây chúng ta hãy tiến tới với tư vấn cuối cùng may mắn của vùng C1 ngày hôm nay. Xin mời anh chị chúng ta cùng hưởng lên màn hình ạ. Vâng, người may mắn cuối cùng của vùng C1 đó chính là 5, 4, 3, 2, 1, chưng ạ. Dạ vâng, xin chúc mừng tư vấn Trần Thị Phương ở VA Phú Lộc ạ. Dạ vâng, cho quý hỏi chị Phương chúng ta có ở trong room này không ạ? Chị Phương hãy giơ biểu tượng, bấm biểu tượng giơ tay để có thể báo chức nhận diện ạ. Xin mời chị Phương ạ. Xin mời báo chức hỗ trợ ạ. Dạ rồi, chúng tôi đã nhìn thấy cánh tay của tư vấn Trần Thị Phượng ạ. Xin mời chị Phượng có thể mở camera của mình lên được không ạ? Dạ vâng, như vậy thì chúng ta đã xác định được ba anh chị tư vấn của vùng C1 trúng thưởng của ngày hôm nay. Dạ vâng, thì ngay bây giờ đây quý xin mời tất cả anh chị là RID của văn phòng có tư vấn trúng thưởng. Xin mời anh chị BD vùng BRH vùng C1 và cùng với hai anh BD AH cùng và BD TH sẽ bật camera và chúng ta hãy cùng nhau chụp một bức hình lưu niệm ạ. Xin mời tất cả các anh ạ. Mời chị Hoài, mời anh Tưởng. Mời chị Hoài, mời anh Tưởng. Và chị Bông cũng mở cam nè. Chị Phượng mở cam luôn. Hiếu ơi, mở cái màn hình Luxury Hiếu. Bạn Diễm Châu mở camera. Diễm Châu có Bông nữa nha. Rồi Bông rồi, Diễm Châu. Rồi. May mắn quá nha. Mời sếp. Anh không mở được camera với cả mở mic được á. Diễm Châu nhấp cái bạn nhỏ phía sau á. Ai giúp dùm? Nhấp bạn nhỏ phía sau lui ra tí em để lát chụp hình á, Diễm Châu. Ban tổ chức ơi, bạn không mở được camera với lại micro, anh giúp dùm. Không mở được camera. Không được thì không sao đâu, mọi người cứ chụp hình đi. Diễm Châu nhấp cái bạn trẻ phía sau lưng em á, đừng có chạy tới chạy lui nha, để chụp hình. Rồi, các chị chú ý nha, thả tim coi nào, 1,
thả tim một rồi anh bằng hết rồi nè, 1 2 3 chụp nha, cần chụp nha. Rồi ok, cảm ơn Khánh Tuyền. Rồi, cảm ơn. Vậy là xong đúng không? Dạ vâng ạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc mừng ba anh chị may mắn của